Như chúng ta cầu nguyện thưa ông chị em. Lord, we commit this session to you. We ask Lord, you speak to us again. Chúa ơi, con trình dân buổi nhóm này hôm nay lên uh, buổi nhóm này lên cho Chúa và Chúa con cầu nguyện xin Chúa ngài tiếp tục phán với chúng con. We thank you for good ground who receive your word with understanding. Chúng con cầu nguyện cảm ơn Chúa bởi vì một mảnh đất tốt ngày đã sẵn sàng để rồi chúng con có thể nhận biết được sự khôn ngoan của Ngài. In the name of the Lord Jesus Christ, I pray. Chúa ơi, con cầu nguyện điều này trong danh Jesus Christ. Amen. 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 Let's turn to Genesis chapter 37. Uh, reading from 26 to 28. So Judah said to his brothers, what profit is there if we kill a brother and conceal his blood? Come, let us sell him to the Ishmaelite. Let not a hand be upon him, for he is our brother and our flesh. His brother listened. And then the Midianite traders passed by, so that the brother pulled Joseph out, of the, out of the pit and sold him uh, from 20 shekels and they took Joseph to Egypt và rồi tôi đọc ở trong bản dịch mới đó là câu 26 đó là Judah đã đề nghị đem bán quách nó đi cho bọn lái buôn Ả Rập là lợi nhất chứ giết nó rồi tìm cách uh, phi tang thì cũng chẳng ít gì anh em đừng giết nó vì nó là đứa em ruột thịt họ đều thấy, đều chấp nhận, uh, đều chấp thuận đề nghị ấy. Khi các lái buôn Ả Rập đến nơi, họ kéo Joseph lên khỏi giếng và bán em cho người Ả Rập được 20 miếng bạc. Joseph bị đem xuống Ai Cập. Yeah, you find a Judah uh, because Reuben remember he went away uh, for whatever reason and then they were they still good eldest brother was there. They they could kill him all the same. Và rồi chúng ta thấy rằng là không biết ở đây Ruben đi đâu rồi nhưng mà ở đây còn lại Juda thì một cũng là một người anh rất là tốt để ở lại để uh, giữ uh, giữ em mình để không có bị uh, bị giết. But uh, instead here you find Judah not taking leadership. Rồi ừ. chúng ta thấy ở đây là gì Juda đứng lên cái vị trí là người lãnh đạo ở đây. And what he say to the brother make sense. You know. The... What he said to the brother điều... is is make sense to him, to everyone. Và cái điều mà Judah đang nói với anh em của mình đó, thì làm sao là anh em cảm thấy nó rất là hợp lý, hợp tình, hợp lý. And you find that in this, uh, uh, this uh, episode, Judah, uh, and this, uh, uh Joseph going to Egypt and Joseph selling uh, crops to the brothers, Judah play also a big role. Ừ. và rồi chúng ta sau này chúng ta thấy trong cái hoàn cảnh là khi mà Joseph đã lên làm tể tướng rồi á và rồi các anh em của mình á, đi qua bên xứ Ai Cập để mua lúa mua thóc đó thì là Judah lúc này cũng đóng một cái vai trò rất là quan trọng giống như kiểu là người lãnh đạo ở, ở lúc đó vậy. Because in, in Genesis chapter 38 a chapter about Judah. Và rồi chúng ta tại sao như vậy? Tại vì chúng ta thấy rằng ở trong sáng thế kỷ chương số 38 là nguyên một chương là chúng ta nói về Judah. Yeah, in this chapter, suddenly, you know, we are talking about Joseph. So suddenly, chapter 38 talk about Judah. À, uh, tự nhiên thì đang giữa cái câu chuyện giữa Joseph ở trong 37 thì tự nhiên bây giờ lại uh, câu số chương số 38 lại nói về Judah. Yeah, uh, I believe the Lord is trying to highlight the role Judah played uh, in in the history in the in the Bible. Và tôi tin rằng là cái lý do tại sao có chương 38 ở đấy Đó là bởi vì Chúa Ngài muốn nhấn mạnh cái vai trò của ông Judah Trong cái cả, công cả câu kinh thánh, cả, cả cái kinh thánh yeah, Because you see, number one, uh, Reuben was first born But he missed the chance to do something great for God và chúng ta thấy rằng là trước đây thì chúng ta thấy Ruben là người uh, người anh cả thì ông có cái cơ hội để làm những cái điều lớn lao cho Chúa But chapter 38, you read suddenly the whole chapter is about Judah and uh, his uh, his sons and his daughter-in-law and so forth. Uh, nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ quan chương số 38 thì chúng ta thấy là cái câu chuyện về Judah, về cái, cái những người con của mình rồi cái người người con rể, con dâu của mình như thế nào. It, as if the Lord is trying to highlight this man, Judah, suddenly, so that he will take a more prominent role in the future. Yeah. Và lúc này Chúa đang nhấn mạnh Judah để rồi cho chúng ta thấy rằng là sau này Judah chính ông sẽ đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong kinh thánh. Amen. So this guy Judah now make a very good suggestion to the brothers. He's not the eldest one, but he was able to speak common sense to the brother. Then they then they did what God wanted them to do to send to send Joseph into Egypt. Ừ. và rồi chúng ta thấy ở trong chương số 37 câu số 30, 26 này thì lúc này Juda ông đã nói đứng đứng lên và nói một cái cách rất là hợp tình hợp lý giống như một cái người lãnh đạo ở trong các anh em của mình đó. và rồi làm gì khi mà ông nói như vậy thì thì sao thì cứu được Joseph và rồi uh, Joseph được say, gửi đó để đến để sai phái đến Ai Cập Amen, amen. Yeah. So I just highlight just on this guy Judah. À, nguyên cái một cái đoạn 38 để nhấn mạnh lên là Judah. Yeah, amen. And, that's, and what, now what happened to Joseph now? À, vậy thì chuyện gì đang xảy ra với <laughs> Joseph ạ? Clearly, uh, his dream is gone. Lúc này thì tưởng dường tưởng dường giấc mơ của ông đã không thấy giấc mơ đâu nữa hết. How can he do anything? He's now so is a slave to Egypt. Làm sao mà có thể biến đổi giấc mơ rồi các anh rồi quỳ gối xuống trước mặt mình được ha? Trong khi mà mình bây giờ lại bị bán sang Ai Cập làm nô lệ. Not only his dreams were gone, but his future is uncertain không chỉ là mà giấc mơ không thấy không thấy có khả năng để mà thành giấc mơ nữa nhưng mà cái tương lai của mình đó nó cũng mịt mù tối tăm không thấy đâu hết. What future a slave can have? In the world, no future. Tương lai nào dành cho một cái cái người nô lệ chứ không có cái tương lai gì hết Trong thế gian này cái mình cái người nô lệ là người không có tương lai gì hết. God for God. God can turn a slave into a glorious future. Uh, không biết là Chúa có thể khiến cho một cái người nô lệ có thể có một cái tương lai tươi sáng được không? So I'm going to give a quick summary of Joseph's future. Uh, và bây giờ chúng ta sẽ nói uh, tóm tóm lại một chút ở về cái tương lai của Joseph. For 30, 30 years later he was promoted to be the prime minister of Egypt. Uh, tương lai đó là gì? Sau 13 năm thì ông trở thành vị tế tướng của vương quốc Ai Cập. It's something like uh, Egypt the time was number one country like USA today. À, chúng ta biết Ai Cập lúc đó anh chị em là một cái vương quốc rất là cường thịnh giống như là nước Mỹ bây giờ đó. He was the president of USA Egypt. Ừ. Và rồi chúng ta tưởng tượng rằng là uh, cái uh, người uh, 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 cái người tổng thống của uh, nước Mỹ bây giờ đó là bây, bây giờ thích. giống như là Ai Cập vậy đó. Ừ. Let's turn to Genesis chapter 41. Read from 39, verse 39. Chúng ta đọc ở trong 39 à. And Pharaoh said to Joseph, Because God has let you know all this, there's no one as wise and intelligent as you are. You will be in charge of my palace, and all my people will do what you say. I'll be more important than you only because I'm Pharaoh. And Pharaoh no. said to Joseph, I am put you in charge of Egypt. And Pharaoh took off his signal ring, put it on Joseph's finger. He let Joseph dress the robes of fine linen, put a gold chain on his neck, and he had right at the chariot of the second in command. Men ran ahead of him and shouted, Make way! Pharaoh put Joseph in charge of Egypt. He also said to Joseph, Even though I am Pharaoh, no one in Egypt will ever do anything without your permission. Mm. Then we read from 39 to 40. 44. Pharaoh bảo Joseph: "Vì Đức Chúa Trời đã tỏ cho ngươi biết tất cả những điều này nên không có ai khôn ngoan và nhận thức bằng ngươi cả. Ngươi sẽ lãnh đạo cung điện ta và toàn thể dân tộc ta phải phục tùng ngươi. Ta lớn hơn ngươi chỉ vì ta ngự trên ngai này mà thôi." Pharaoh bảo Joseph: "Đây, ta đặt ngươi làm lãnh đạo cả nước Ai Cập." Pharaoh lấy chiếc nhẫn ấn trong ngón tay của mình mà đeo vào ngón tay của Joseph cho ông mặc áo dài bằng vải gai mịn và choàng trên cổ ông một chiếc dây chuyền bằng vàng. Pharaoh cũng cho Joseph ngồi sau đi ngồi xe đi sau xe của nhà vua là nhân vật thứ hai trong nước có người tiền hô la lớn quy xuống như thế Joseph được cầm quyền cả xứ Ai Cập Pharaoh lại bảo luôn Joseph ta làm nhưng chẳng có người thì khắp cả xứ Ai Cập này không ai giơ tay hay là đưa chân lên nổi cả What a transformation of a slave to a prime minister. Anh chị em thấy tuyệt vời không anh chị em? Tức là một cái người tội nhân trở thành một người bị tế tướng của đất một đất nước Cương thịnh như vậy. we see about the dressing, right? about his outer period. He got a signal ring, he got a nice robe, he has got a, a, a horse, a chariot. But that's đó chúng ta thấy là rất là cường thịnh và ông Joseph lúc này được mặc đồ rất là đẹp đúng không chúng ta thấy là đây là gì đó là ông mặc đồ áo cha da, áo dài bằng vải cái mịn tròn lên cổ ông một chiếc dây chuyền bằng vàng nè rồi lấy chiếc nhẫn ấn trong tay mình đeo vào ngón tay của Joseph à những cái thứ bên ngoài đó chúng ta thấy rằng là một người nô lệ không bao giờ có được nhưng mà ông Joseph đã có được cái điều đó và more importantly it's not our word, it's authority he's having now không chỉ là vấn đề bề ngoài trang sức thôi nhưng mà còn thẩm quyền mà ông có được uh, lúc đó nữa just like you and me before we were born again we were dead in transgressions và khi chúng ta anh chị em giống như cuộc đời của chúng ta khi mà chúng ta uh, trước khi chúng ta được tái sinh đó thì sao chúng ta bị chết mất bởi những cái quá phạm những cái tội lỗi của mình the moment we are born again is a change of status not just not outside we cannot see but inside It's a change. It's authority given to us. Nhưng mà cái ngay từ cái thời điểm cái giây phút mà chúng ta bắt đầu tin nhận Chúa, lúc đó chúng ta được tái sinh thì sao? Chúng ta mặc lấy cái thẩm quyền mới mà Chúa ban cho mình. Chúng ta được thay đổi hoàn toàn, không phải bên ngoài nhưng mà chính từ bên trong của chúng ta, chúng ta được thay đổi, chúng ta được mặc lấy một con người mới. We had a great future Hallelujah. Chúng lúc đó chúng ta có một cái tương lai rất là sáng lạng. Hallelujah. Amen. But you need to work Amen. it out. Hallelujah. Yeah. Nhưng mà chúng ta cần phải hành động, chúng ta cần phải làm ra cái sự cứu rỗi đó của mình. Because you find later on the moment he was given this position, straight away he went for inspection of the country. Ừ, về điều chúng ta thấy thì cuộc đời của Joseph đó anh chị em sau khi ông nhận được cái uh, tước vị đó rồi thì sao ông trở thành người uh, lãnh đạo cái nước Ai Cập và rồi ông cầm kiểm soát cái nước đất nước Ai Cập đó. Yeah. So he he the change outside, but more important he knows who is he. À, không phải là chỉ thay đổi về cái trang phục và rồi trang sức bề ngoài đâu nhưng mà ông thực sự biết được rằng là ông là ai, ông là người như thế nào. He was in charge of the palace, in charge of the country called Egypt. Ông đừng là người cầm đầu, ông là người cầm uh, lãnh đạo cả một cái vương quốc rất là lớn đã là vương quốc Ai Cập thời bây giờ. And no one can do anything without his permission. Can you imagine that? Anh à, chị em có thể tưởng tượng được điều này không? Không ai dám làm một cái điều gì nếu như không được uh, ông Joseph cho phép. I'm not teaching authority, but what you, you, must know your identity is in Christ. Tôi không nói là về cái thẩm quyền đâu Nhưng mà tôi đang nói về cái danh phận Mà anh chị em phải nhận thức được Khi mà anh chị em tin Chúa là như thế nào Outside there be no change For this guy got change But for outside there's no change But inside in you Your identity is in Christ có thể là bên ngoài của chúng ta không có thay đổi gì, nhưng mà tất nhiên là ông Joseph này thì có sự thay đổi bên ngoài đúng không? Nhưng mà chúng ta phải nhận thức rằng ở chính bản thân ở bên trong của chúng ta có người thật của chúng ta này đã có một cái sự thay đổi rồi. Not just the kingdom of Vietnam, but kingdom of God, the greatest kingdom. không phải chỉ là vương quốc Việt Nam, không chỉ là đất nước Việt Nam đâu, nhưng mà là vương quốc của Đức Chúa Trời ở trong lòng của chúng ta. Amen. Amen. And look at Joseph again. This man is recognized by Pharaoh. Chúng ta uh, hãy nhìn lại cuộc đời của Joseph. Joseph đã được uh, Pharaoh phát hiện ra, nhận ra. Yeah, because 45 verse Genesis 41, 45, Pharaoh named him, gave him a new name. Tại sao? bởi vì lúc này chúng ta xem ở trong câu 45 đó chị Pharaoh đã đặt cho Joseph một cái tên mới. I didn't expect this morning to talk about names, remember? We talked about names just now. Yeah, I, I now it's connected, hallelujah. Hallelujah. Buổi sáng nay thì tôi không có định ý là nói về cái tên này, tên kia đâu. Nhưng mà chúng ta thấy là có một sự kết nối trong cái bài giảng này, đúng không? Rất là tuyệt. Cảm ơn Chúa. Amen. God, Amen. I don't make it a doctrine that, that the moment you're born, they give a new name from God. Not necessarily, yeah. Huh? tôi không có muốn dạy giấy lên một cái giáo lý đó rằng là sau khi mà anh chị em tin Chúa thì anh chị em phải thay đổi cái tên của mình ý tôi không phải là như vậy You know, what? because there's, I think 10 years ago, many people changed their name because they heard what somebody say. they got a new name, so everybody changed their name. À, và cách đây khoảng 10 năm thì có những cái sự kiện trong hội thánh đó là khi mà cái người ta tin Chúa thì ai cũng đổi cái tên cũ của mình thành một cái tên trong kinh thánh hết bởi vì sao? Họ nghĩ rằng là bây giờ mình tin Chúa rồi mình phải đổi sang một cái tên mới trong kinh thánh thì mới nó hợp lý. Even your old name, God knows your old name. Nhưng mà anh chị em ơi, thậm chí cái tên cũ của anh chị em tên trước đây anh chị em tin Chúa thế nào thì Chúa vẫn biết cái tên của anh chị em không cần phải đặt theo cái kinh thánh thì Chúa mới biết đâu. But if God give a new name praise the Lord. Nhưng mà nếu mà Chúa mà ban cho anh chị em chúng ta một cái tên mới thì ngồi khen Chúa hallelujah. Chúng ta hãy nhận lấy cái tên đó cho đời sống của mình và rồi chúng ta hãy sống ra, chúng ta hãy sống theo cái tên mà Chúa đã ban cho mình. See, well, the reason why Pharaoh named Joseph a new name is because he saw God in him. Uh, và rồi tại sao ông uh, Pharaoh này là thay cái tên cho ông Joseph? Bởi vì sao? Bởi vì ông đã thấy ở cái uh, cuộc đời của Joseph qua cái tên đó và ông đặt cái tên đó cho ông Joseph. So you Cho nên là khi mà chúng ta mà được tái sinh đó anh chị em, chúng ta uh, phải để cho người ta thấy uh, rằng là Chúa ở sống ở trong mình và rồi Chúa ngài thể hiện chính ngài qua đời sống của chúng ta. Let's Zaphnath Pernal, God speaks, He leaves, and give him as Asenath his as his wife. She was a daughter of Potipharah, the priest of the city of Umm, Joseph travel around Egypt. Và chúng ta đọc ở trong câu 45 ạ. Và Pharaoh đặt tên cho Joseph đó là Saphnath Paneach và gả Asenah, con gái của Potiphar, thầy trưởng tế thành Umm cho ông. By Joseph, come quyền trên khắp nước Ai Cập. Amen. 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 Like I said earlier, so this jo God, Joseph, uh, Pharaoh saw Joseph, oh, this God speaking to him, and God is alive. That is a very important thing. Ừ. Và rồi tôi giống như tôi đã nói trước đây đó anh chị em đó là sao? Chúa thì lúc này á ông ông Pharaoh đã ông nhận thức được một cái điều là Chúa có Đức Chúa Trời ở cùng với Joseph và Chúa ngài phán với Joseph và rồi Joseph nhận thức được những cái tiếng phán của Chúa rất là rõ ràng. With the answer Nếu như mà giông tố và bão tố nó đi đến, đến thế gian này thì người ta sao? Người ta muốn một cái câu trả lời cho chính đời sống của họ. And I want you to know, people are seeking for answers, so they want to seek a God who is living, who is speaking. và rồi sao người ta chạy đến chúng ta thì người ta tìm kiếm điều gì anh chị em người tìm người ta tìm kiếm một đáng sống một đức chúa trời hàng sống đang có thể ở đây và cái giúp đỡ chúng ta là họ sẽ đến và tìm chúng ta là qua cái điều đó đó không nhất thiết chúng ta phải trở thành một tiên tri đâu anh chị em nhưng mà Chúa vẫn có thể sử dụng chúng ta để mà uh, nói ra lời của Chúa cho đời sống của họ a God wants to be a for him. chúng ta cần phải trở thành nhân chứng cho Chúa của chúng ta nếu như ông bà anh chị em thực sự tin điều này thì Chúa chắc chắn có thể sử dụng anh chị em làm những công việc lớn và những công việc vĩ đại cho Ngài. Amen. This is important. Amen. điều này rất là quan trọng khi chúng ta nhận thức được điều này. You don't need to chúng ta không nhất thiết phải trở thành người giải mộng thì Chúa mới có thể sử dụng chúng ta được đâu anh chị em. Nhưng mà miễn khi miễn khi chúng ta sẵn sàng để mà Chúa sử dụng thì Chúa chúng Chúa sẽ sử dụng chúng ta cách này cách khác để có thể đáp ứng được nhu cầu cho những cái người đang cần. The trouble with us, today we dare not to speak for God and, and about God cái một cái vấn đề mà đang xảy ra trong cái thế giới cơ, cơ đốc nhân ngày nay đó là chúng ta không có dám sẵn sàng để rồi chúng ta nói cho Chúa và nói uh, uh cho Chúa để với người khác. God wants to be his witnesses for him. Nhưng mà Chúa muốn gì? Chúa muốn chúng ta trở thành những nhân chứng cho Ngài anh chị em ơi. Amen. 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 This is Amen. our word. God, you speak for him and show to the world God is alive. God is living. Chúa muốn chúng ta nói làm nhân chứng cho Ngài để cho cả thế gian này nhận biết được rằng là Chúa là một đất Chúa trời, một đấng sống và Ngài đang sống giữa vòng chúng ta. And, and the và Chúa ngài ban cho chúng ta những cái ân tứ để mà rồi chúng ta có thể chứng minh cho cả thế giới rằng là Chúa ngài Chúa trời đấng sống, Ngài đang sống và Ngài đang rất là thực hữu. And so the Lord Jesus disciple, heal the sick, raise the dead, cleanse the leper mà Kinh Thánh uh, Chúa nói với lại các môn đệ của Ngài đó là gì? Hãy chữa lành người bệnh, rồi uh, kêu người chết sống lại và rồi làm sạch người bị phun. Are we doing that? À, chúng ta có làm điều đó cho thế gian này không anh em? I would say 90, 95%, or 99% the church is not doing that. Uh, tôi tin một tôi nhận thức tôi thấy được một cái điều này đó là 95% dân sự của Chúa trong hội thánh không có làm theo cái điều mà Chúa Giêsu đã bảo họ làm. We have become a social club. Chúng ta trở thành một cái hòa nhập với lại cộng đồng á, kiểu vậy. Chúng ta có cái xu hướng là bây giờ chỉ đi ra ngoài ăn uống rồi nói hát Hallelujah rồi, vậy là thủ đủ, không có làm phép lạ gì hết. me Nhưng mà anh chị em ơi, chúng ta hãy nhận thức được điều này nha. Chúa, Đức Chúa Trời của chúng ta có thể sử dụng chúng ta giống như cách Ngài đã sử dụng các sứ đồ đầu tiên. amen Amen, 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 yes, amen. Praise God. Cảm yeah. ơn Chúa. Yeah, because you see, not only he was promoted to the highest place, but his glory and favor was extended to his father's house and to his brother's family. Ừ, và rồi uh, chúng ta thấy rằng là um, Joseph được uh, nhắc lên một cái vị trí cao và bởi vì đó cho nên là ông có thể đem ảnh hưởng tới gia đình của ông tới nhà của cha ông và ảnh hưởng đến trên các anh em của ông. And Jacob was able to able to bless Pharaoh. Ừ. Rồi không chỉ gia đình mình thôi mà chúa chính là Jacob này có thể là ban phước đem lại phước hạnh đến cho cái, cái, cái Pharaoh và đất nước của ông nữa. Can you the king of Egypt and this man, the old man, can bless somebody supposed to be highest position, supposed to be a god himself. À, rồi chúng ta hình dung cái điều này anh chị em gia cốp gia cốp từ một cái vị người nô lệ có thể trở thành người đem lại phước hạnh cho uh, một cái người ở một cái vị trí rất là cao và đối với vương quốc ai cập đó anh chị em thì họ xem như là cái pharaoh giống như là một cái vị thần của họ vậy đó so you understand so it is important that joseph, uh, joseph was promoted not just in material, not just as a position but spiritually he was such a higher even over the pharaoh even his father jacob was able to bless pharaoh Ừ. rồi chúng ta thấy là gì không phải là chỉ ở được được uh, cắt nhắc ở trong cái vị trí thôi nhưng mà ở trong cái thẩm quyền thuộc linh trong cái thế giới thuộc linh đó thì Joseph cũng còn được cắt nhắc cao hơn thậm chí là cao hơn cả ông Pharaoh ở, và ở thời điểm đó nữa Amen. let's go to Genesis chapter 47. Ừ. chúng ta xem ở trong các uh, xem sáng thế ký chương số 47 Yeah, reading from verse 7. Chúng ta đọc câu số bảy. Yeah, and Joseph brought his father Jacob and had him stand in front of Pharaoh. Jacob blessed Pharaoh. Pharaoh asked him, How old are you? Jacob answered Pharaoh. I am the land of my state has been 130 years. The years of my life have been few and difficult, fewer than my ancestor year. Then Jacob blessed Pharaoh and left. Ừ. chúng ta thấy rằng là gia cốp là người chúc phước cho uh, ông, um, ông Pharaon và chúng ta đọc ở này ở câu số 7 đó là joseph đưa gia cốp cha của mình vào bể kiến uh, Pharaon sau khi được cha gia cốp chúc phước pharaoh hỏi người cụ được bao nhiêu tuổi gia cốp thưa với Pharaon những năm tôi sống phiêu lưu kéo dài đến 130 năm các năm của đời tôi thật ngắn ngủi và nhọc nhằn không được bằng các năm phiêu lưu của thân phụ tôi Gia Cốp chúc talking, phước yeah. cho Pharaoh một lần nữa rồi từ biệt nhà vua. You were talking about how blessed this Jacob was. Even his dream seems to be shattered when he saw as a slave. và rồi chúng ta thấy là gì? Gia à, Cốp trở thành một người đem chúc phước. Thậm chí là trong cái trường hợp là con của ông mà bị uh, bán trở thành nô lệ. When you're God's plan, God will make sure you go through it and be a success in what he planned for your life nếu như chúng ta bước đi theo cái kế hoạch của đức chúa trời dành cho đời sống của chúng ta thì dù chúng ta ở trong cái hoàn cảnh nào mà chúng ta tưởng chừng như là không có thể có cơ hội nữa nhưng mà chúng ta phải ý thức rằng là khi mà chúng ta đang ở trong cái kế hoạch của chúa thì chắc chắn chúa sẽ ban phước cho chúng ta chúa ngài sẽ làm hoàn tất ý kế hoạch của ngài cho đời sống của chúng ta cái vấn đề cái chìa khóa là gì chúng ta phải đặt mình ở đúng trong cái kế hoạch của chúa và đặt mình để theo đuổi đúng cái ước mơ cái giấc mơ mà chúa đã ban cho mình your family members, your descendants will be blessed. Bởi cái đó, những cái thành viên trong gia đình của mình và con cháu hậu tự của mình cũng sẽ được phước nếu chúng ta làm theo cái điều đó. Amen. In Genesis 47, we read that even Pharaoh sent his brothers and his family to the best of the land called Goshen và rồi chúng ta thấy cái gì phước hạnh của Chúa tuôn đổ khi mà khi mà Joseph Cũng như là dòng dõi của mình gia đình của mình đến đó, thì ông Pharaoh ban cho họ một cái vùng đất rất là tốt tốt nhất ở khu Ai Cập đó là vùng đất Goshen. Uh, like you know? Và rồi cái Jacob khi mà ông chết đó anh chị em, ông được tôn trọng rất là lớn và ông được ướp cái ướp xác mà cái kiểu ướp xác của người Ai Cập đó anh chị em là ướp mấy chục ngày luôn đó và rồi ông được cái tôn kính uh, giữa vòng những người Ai Cập. A national mourning was done for 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 Jacob. Cả một đất nước khóc khóc than uh, Jacob khi mà ông qua đời. Amen. She see how the Lord can work because even when you start fulfilling God's plan, God will make sure it works that your family will be honored, your father and mother will be honored cho nên chúng ta thấy điều đó rất là tuyệt vời đó anh chị em khi chúng ta bước theo kế hoạch của Đức Chúa trời Chúa ngài sẽ làm thành nó và rồi kết quả kèm theo là gì gia đình của chúng ta cũng sẽ được tôn trọng con cháu của chúng ta sẽ được tôn trọng and lived his days in Egypt in honor and và rồi chúng ta thấy rằng là gia cốp những ngày cuối đời của ông ông sống tại vương quốc Ai cập với một cái sự hưng thịnh rất là lớn và chúng ta và chúng ta thấy là do Joseph lúc này là sống được một trăm tuổi đó. That means he was 30, 80 years after he was promoted as 30 years or 80 years he lived in Egypt in honor in prosperity. Joseph được tôn trọng rất là lớn ở nước Ai cập anh chị em. Sau khi mà ông được cắt nhắc lên làm đại tướng thì ông còn sống được tám mươi năm nữa. thì sau đó thì ông mới qua đời. Tôi không biết rằng là sau sau đó thì là như thế nào nhưng mà tôi biết rằng là cả cái cuộc đời của ông Joseph từ lúc mà ông được lên làm trẻ tướng thì ông được tôn trọng uh, suốt khoảng thời gian mà ông sống đó. He was able to play with his, even his great grandchildren. Thậm chí là những cái phước hạnh của ông còn được tuyên chạy đến là con cháu của ông a slave with no future when you are safe, you don't get forget about getting married uh, chúng ta không có phải là cái uh, um, cái uh, giống như kiểu là không có phải là cái uh, nô lệ không phải là tương lai dành cho chúng ta position thậm chí là uh, khi mà kết hôn thì cũng phải kết hôn rất là phước hạnh đó là uh, kết hôn với lại fortyfa đó là một cái vị uh, vị uh, uh, hay tới là thượng phẩm của thành ôn đó. Yeah. And then later on he has two sons. Hallelujah. Và rồi chúng ta biết rằng là sau này cuộc đời của Joseph thì ông có hai người con. Hallelujah. And the son he has got grand, uh, great grandchildren. Và ừ. con của ông thì con có cháu và chắc nữa. Amen. Ừ. The Bible says in Psalm say is man who see his children's children. Ừ. Và rồi kinh thánh nói đó là phước hạnh những người đó là có thể là cháu chắc thấy là cháu chắc của mình. Amen. Amen. Ừ. So what is the secret behind? I want to talk that. Vậy dạ, thì cái đâu là cái bí quyết ẩn giấu sau cái câu chuyện về cuộc đời của Joseph đây? How he was able to fulfill the dream God has for his life? Làm như thế nào mà ông có thể hoàn tất được cái giấc mơ mà Chúa đã ban cho đời sống của ông? What are his qualities? Phẩm ừ. chất nào mà ông đã có? Yeah, we really know that. Uh... okay, uh... I don't want to read this. Okay, from Genesis 15 and Psalm 103 we read earlier. chúng ta xem ở trong cái sách sáng thế kỷ chương số 50 và chương thi thiên 105 mà chúng ta đã vừa xem qua. We know it was God's plan to send someone to Egypt. Chúa có, có kế hoạch để gửi một ai đó, sai một ai đó để xuống Ai Cập. To save Jacob's family and the, from famine and also other nations. À, để làm gì để cứu uh, gia dân uh, để cứu gia đình của gia cốp ra khỏi cái nạn nạn hạn hán đói kém đó và rồi uh, ban phước cho gia đình họ. So, so God has a dream for the people of Israel. Và Chúa có một cái giấc mơ, Chúa một cái khải tượng dành cho những con dân của Israel. They emphasize now okay you must know what his dream what our God's dream và tôi có một lời tiên tri cho anh chị em đó là nếu như bạn chị em uh, biết một cái giấc mơ về cho đời sống của mình hãy tưởng chú ban cho mình and how what role we play in God's dream uh, và rồi chúng ta phải làm gì với lại cái giấc mơ đó God's dream very simple actually is souls number one uh, okay, và cái uh, um, cái bí quyết đầu tiên đó là linh linh hồn people to be saved is number one uh, những linh hồn cần phải được cứu là cái điều uh, quan trọng nhất Those who are saved, are supposed to be make in, the, uh, grow in the image of Christ Jesus. những cái người nào mà được cứu thì sẽ được tái sinh và được trở nên giống mang lấy ảnh tượng của Chúa Giêsu Christ của đấng Christ chúng ta support và rồi uh, chúng ta sẽ dùng những cái thứ khác trên đời sống của mình để tập trung vào điều đó để uh, khiến uh, cho cái mục đích của đó của Chúa được trở tr tr thành uh, hiện thực everyone can and preach the gospel. Amen. Tất cả mọi người đều có thể giảng phúc âm đúng không Now, Not everyone is called to be full-time evangelist. Nhưng mà anh chị em tất cả mọi người đều được giảng phúc âm nhưng có có thể là tất không phải tất cả mọi người đều được gọi kêu gọi trở thành một nhà truyền giảng tin lành trọn thời gian. Now, before evangelist can be sent out, he need to be trained. Trước khi một nhà truyền giảng tin lành được sai phái đi thì người đó cần phải được huấn luyện. Now, so that that's a role for teachers đó là cái công việc cái công tác của một cái người giảng dạy một cái người dạy dỗ ở lời Chúa một người thầy giáo một người giáo sư trong hội thánh some of, some of you may be called to be teacher of the word how to teach people to 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 uh, to preach the gospel một số người trong số anh chị em sẽ được kêu gọi trở thành những người dạy dỗ lời Chúa, dạy cho người khác cách làm như thế nào để người ta có thể đi giảng phúc âm. Some of you may call to pray for this man. The evangelist is going to the field. À, một số người thì được kêu gọi để cầu nguyện cho những cái người truyền uh, giáo đó họ đi ra trong cánh đồng truyền giáo một số người thì được vừa được kêu gọi để trở thành người cầu nguyện vừa được kêu gọi trở thành người uh, dân hiến tài chính để hỗ trợ cái người để đi ra trong công tác truyền giáo đó just anyone can support somebody Amen. financially. Chúng tôi ngày sẽ giấy lên rất là nhiều người, giấy à, lên nhiều người có là người cơ đốc nhân làm kinh doanh, nhưng mà không chỉ là cơ đốc nhân làm kinh doanh mà thôi mà tất cả mọi người trong hội thánh của Chúa, Chúa cũng có thể giấy lên để trở thành những người hỗ trợ cho những chức vụ đi ra rao giảng phúc âm như vậy. If you got to be a businessman you can support more of course. Ừ. Tất nhiên là nếu mà Chúa kêu gọi anh bà anh chị em trở thành những người mà cơ đốc nhân làm kinh doanh đó thì ông bà anh chị em có thể hỗ trợ và giúp đỡ cho chức vụ của người ta nhiều hơn. That is your role, ừ. right? Đó là cái công tác của ông chị em. Be the raven who 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 give Elijah the the bread and water, bread, <laughs> food. Hallelujah. Yeah. Hallelujah. Hãy uh, trở thành những con quạ để rồi đem bánh đến cho Eli, đem bánh, đem thịt rồi cái thứ đến cho Eli. Uh. Amen. You be or be the widow, the poor widow with about to die. You can also be like the poor widow. Anh à, chị nhớ câu chuyện về cái người đàn bà quá không? Thậm chí là người đàn bà quá gần chết rồi mà vẫn có thể uh, có thể hỗ trợ cho chức vụ của người người hầu bị chúa được. Be the poor widow, be the raven or be uh, the rich man, the the, the businessman. À, làm gì cũng được, làm con quạ cũng được, làm những người đàn bà quá cũng được, hoặc là mình có thể làm một cái người làm kinh doanh giàu có rồi mình dân hiến cũng được. Ai cũng chúng ta cũng có thể làm được công tác đó. When you are a raven, don't try to be eagle. You understand? nhưng mà nếu mà chúng ta là làm quà thì đừng có cố gắng trở thành cái con đại bàng như anh chị em. The eagle only fly but the eagle never support anything. À, con đại bàng thì sao? Nó cứ bay 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 và nó chẳng bao giờ giúp đỡ được ai hết, chẳng bao giờ đem cái gì cho ai hết. So the evangelist need to support financial support, prayer support and also training before he can go to the field cho nên chúng ta phải ý thức được một điều này những cái người mà đi ra rao giảng phúc âm đó anh chị em là họ cần được cái sự hỗ trợ của ông bà anh chị em rất là nhiều cần được sự hỗ trợ trong sự cầu nguyện của ông bà anh chị em cần được sự hỗ trợ về tài chính của ông bà anh chị em để và được huấn luyện để rồi có thể đi ra vào cánh đồng truyền giáo được once the person is saved he comes to the kingdom there's a lot of work to be done khi mà một người mà đã được cứu và bước vào trong vương quốc thiên đàng thì có rất là nhiều điều mà chúng ta cần phải làm để mà người đó có thể trở thành một môn đồ của Chúa và hoàn tất được cái sự kêu gọi của Chúa dành cho người đó. Một cơ đốc nhân rất là non trẻ rất 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 là non trẻ họ cần rất là nhiều cái sự huấn luyện cái sự đào tạo của chúng ta để rồi chúng ta họ có thể hoàn tất được thiên mệnh của họ. Họ get discouraged, so he need encouraging word from people like you. Your role is to encourage. Ừ, họ có thể cần được trang bị để rồi họ có thể đi khích lệ đời sống của người khác. Cũng giống như chúng ta cần phải khích lệ đời sống của những cái người non trẻ đó để rồi có thể họ có thể được uh, trang bị. Amen. he Encourage. You. And he need you need to train him, teach him the word of God. Amen. Chúng ta cần phải khích lệ họ, chúng ta cần phải dạy dỗ của họ để rồi họ có thể đi ra và giảng dạy lời của Chúa. You know. Anh chị em không nhất thiết là phải bước vào trong công tác chức vụ năm mặt thì mới có thể giảng dạy như được anh chị em. Chúng ta chỉ cần thể có thể chia sẻ cho người ta những cái thứ mà chúng ta biết đơn giản thôi, biết cái gì chia sẻ cái đó là được rồi. Yeah, the good example Barnabas he started as a giver. Remember? Ừ. Barnabas in the book cái Acts. ví dụ rất là tuyệt vời trong kinh thánh cho chúng ta đó là câu chuyện về Barnaba đó anh chị em. Barnaba đầu tiên là gì? Ông chỉ là bắt đầu khởi sự rất công việc rất là nhỏ bé trở thành một người dân hiến trong hội thánh thôi. We were introduced to Barnabas by he were money at the foot of the apostle. Ừ. Chúng ta nhớ vào câu chuyện Barnaba không? Ông bán của cải tài sản của mình và ông đặt dưới chân của các sứ đồ. And after that, the Lord promoted him because he was faithful in giving. Và rồi sau đó sao Chúa cắt nhắc ông bởi vì sao? Ông trung tín trong cái việc dân hiến. baby. À, nếu như mà ông bà anh chị em trung tín ở trong cái việc mà Chúa kêu gọi ông bà anh chị em á, thì Chúa ngài chắc chắn sẽ um, cắt nhắc ông bà anh chị em. Tất nhiên um, chắc chắc chắn sẽ cắt nhắc ông bà anh chị em. So Barnabas later you find that he's become a, a, a prophet and apostle. Và rồi Barnabas sau này trở thành một người như thế nào? Ông trở thành một người tiên tri và rồi trở thành một sứ đồ cho Chúa. Yeah, and his main role was to encourage Paul the apostle. Ừ, và rồi chính cái con người này đã khích lệ cuộc đời của sứ đồ Paulo anh chị em. Yeah, Paul Barnabas has never wrote anything except you know that there's a book called uh, uh, Gospel of Barnabas but I don't know where written by him but that's important. He never written accepted uh, canonized book. Và yet he able the man who wrote two thirds of the New Testament. Ừ. Rồi chúng ta thấy là gì? Chúng ta thấy rằng là ông Barnabas này ông hỗ trợ chức vụ người khác. Ông không có làm gì cho chính bản thân ông. Thậm chí chúng ta cũng không thấy có một cái sách phúc âm nào gọi là sách phúc âm Barnabas hoặc là không thấy một cái thư tín nào ở uh, trong kinh thánh viết rằng là ồ oh, uh, thư tín này là của thư tín Barnabas một, Barnabas hai. Ở uh, không có cái điều đó mà chỉ có thấy là Barnabas khích lệ đời sống của người khác, khích lệ Paulo để ông viết ra rất là nhiều thư tín mà thôi. Find your in God's dream, what part you're supposed to play now and then later, will, will Lord may promote you. À, bây giờ công việc của chúng ta là gì? Chúng ta cần phải tìm biết ra cái ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho đời sống của mình là gì, cái chỗ nào mà Chúa đặt để mình trong thân thể của Đấng Christ, sau đó chúng ta hoàn tất cái điều đó và chúng ta cố gắng để theo đuổi điều đó thì sao? Chúa sẽ nhắc chúng ta lên, Chúa sẽ cắt nhắc chúng ta lên khi chúng ta trung tín. I, I believe the Lord will promote those people willing to lay down their life because not many people will do that, so the Lord will use More people, uh, a lot of role thrown to some people's shoulder. Our shoulder become heavier and heavier, but because less people want to take the responsibility. Yeah. chúng ta thấy là công việc của Chúa ngày càng phát triển đúng không anh chị em Và rồi công việc của Chúa phát triển thì sao càng ngày càng gánh nặng Nhưng mà nếu tôi có thể một cảm nhận một cái điều này đó là anh chị em Tại sao gánh nặng càng ngày càng chất lên những người hầu vị Chúa Bởi vì có quá nhiều người hầu vị Chúa Cái người con cá Chúa khác không chịu đáp theo cái lời sự kêu gọi của Chúa dành cho đời sống của họ Cho nên là cái phần mà đáng lẽ họ gánh Thì là những cái người hầu vị Chúa đang làm thì họ phải gánh thay Cuối cùng là người hầu vị Chúa càng ngày càng gánh nặng hơn Còn những người khác thì không thấy đâu hết Amen Amen. Find I, I don't know what your role. Some, sometimes the Lord may reveal when I, 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 pray for you, but sometimes the Lord doesn't. I don't know. Cần phải tìm ra cái vị trí của mình, cần, cần phải tìm ra cái chỗ của mình trong thân thể của Đăng Christ để rồi mà phục vụ anh chị em. Đó, anh chị em phải tìm ra, tôi không biết là anh, sự kêu gọi của ông và anh chị em là gì, nhưng mà có thể là trong cái sự cầu nguyện và rồi có thể Chúa bày tỏ cho ông và anh chị em, nhưng mà uh, có thể là không có bày tỏ qua cái lời tiên tri của tôi. Uh. Amen. And, and faithful we we'll talk about that quality faithful to what the Lord given to you uh, cho nên chúng ta phải nói về điều này chúng ta cần phải trung tín trong cái điều mà Chúa kêu gọi ông bà anh chị em làm the first quality of Joseph is what we call he follow his dream hang on to his dreams uh, một cái trong những cái bí quyết của Joseph chúng ta thấy là gì đông là ông luôn luôn theo đuổi ông luôn cố cố gắng để mà theo đuổi cái giấc mơ mà Chúa đã ban cho ông he never lost he never lost his focus Ông không bao giờ th mà uh, nhìn sang hướng này nhìn sang hướng kia mà quên đi không có theo đuổi cái giấc mơ của ông. How do we know that? Làm sao mà chúng ta có thể thấy được điều đó đây? The had people, always had the word God, God in his conversation tại sao bởi vì sau suốt ra những cái sung những cái thử thách những cái hoàn nạn đến đời sống của ông anh chị em chúng ta thấy trong từng cái hoàn nạn từng cái hoàn nạn ông đều có nói rằng là chúa 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 ông đều để đặt để chúa trong cái hoàn cảnh đó của ông hết rồi tôi làm sao tôi biết anh chị em có thể bước đang bước đi ra sự kêu gọi của chúa không anh chị em có đang nắm được giấc mơ của của Chúa dành cho đời sống của anh chị em? Đó là gì? Qua cái cách anh chị em nói chuyện Tôi thể để ý rằng là anh chị em có nói về Chúa trong cái câu chuyện của ông bà anh chị em không? Thì tôi chúng ta biết rằng là à, Anh chị em có đang có tập trung vào cái sự kêu gọi Chúa dành cho mình hay không? When you're God conscious that you will be mindful That what is dream that he has for you And you try to do your best Ừ. Và rồi trong cái tâm trí của Đức Chúa Trời của chúng ta đó là, là chúng ta nếu mà chúng ta luôn luôn nhắc nhở về Chúa như vậy thì chúng ta luôn luôn ý thức về sự kêu gọi của Chúa. Và rồi khi mà chúng ta ý thức về sự kêu gọi của Chúa dành đời sống của mình như vậy thì chúng ta càng ngày càng ngày tập trung tập trung vào đó. Và rồi chúng ta cố hết sức của mình, rồi chúng ta làm tốt nhất để rồi chúng ta có thể đạt được cái điều mà Chúa kêu gọi mình làm. I believe Joseph have a shock when he was as a slave. Suddenly he was as a slave. Ừ. tôi tin rằng là lúc mà ông Joseph là đang ở trong cái hố đó là ông rất là bị sốc khi mà ông bị bán làm nô lệ ông rất là bị sốc luôn. he wouldn't understand is happening to him. Why is he having this shock? Have to be a father's favorite son to become a slave overnight. Ừ. Ông rất là bị sốc tại vì sao? Tại vì uh, tự nhiên là đang trở thành một người con được cha yêu thương, yêu quý như thế này, tự nhiên nhắm mắt mở mắt ra một cái là trở thành một cái người nô lệ, ông rất là bị sốc lúc đó. The moment the shock is over, he start to now asking god what's happening. Rồi khi mà ông đã bình tĩnh đã tỉnh lại sau cái cú sốc đó rồi thì ông ông mới mà hỏi Chúa là à, Chúa ơi chuyện gì đang xảy ra vậy? When a storm come to your life, something shaking come to your life, It's good to ask God what is happening. Đôi khi trong đời sống của chúng ta có những cơn bão đến đời sống của chúng ta, có những cái hoạn nạn thử thách đến trong đời sống của chúng ta, lúc đó chúng ta cần phải bình tĩnh lại, chúng ta phải tỉnh thức lại và chúng ta hỏi Chúa, Chúa ơi chuyện gì đang xảy ra với đời sống của con vậy? If it is COVID-19, a lot of people not asking God what's happening. They just take it as normal now. Ừ. và bây giờ trong cái trường cả trong cái hoàn cảnh của cái đại dịch covid này anh chị em nhiều người á không có thèm cầu hỏi chúa gì hết và họ cứ coi là bình thường mới bình thường mới không có hỏi chúa rằng là ý chúa của chúa, chúa dành cho đời sống của con là cái gì There's a new word in English called new normal. <laughs> có một cái từ trong tiếng anh đó anh chị em và trong tiếng việt mình cũng có một cái từ đó là bình thường mới they are transitioning from one stage to another stage. Đó là sự chuyển biến từ một cái sự bình thường sang một cái sự bình thường mới. What is happening? Ask God. Why is it happening? What is happening? What is going to do with me? How I'm going to respond to the COVID-19? À, chúng ta cần phải đặt câu hỏi đó với Chúa. Chúa ơi, cái chuyện gì đã xảy ra trong đời sống của con vậy? Tại sao nào điều này lại xảy ra với với đời sống của con? Và rồi Chúa ơi, con phải làm gì trong hoàn cảnh này? Amen. 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 I, I would repeat again why I, when I first came to uh, last year, early last year in February 2020, uh, 2020 last year, I, I Lord gave me a word. Ừ. Và rồi tôi muốn nhắc lại cái câu chuyện này đó là vào khoảng đầu năm uh, năm 2020 thì Chúa ban cho tôi một cái lời này. I was in Ho Chi Minh trying to Con quantum and then the Lord gave me a word. Lúc đó tôi đang trên chuyến bay tại thành phố Hồ Chí Minh đi đến Con Tum và lúc đó Chúa ban cho chúng tôi tôi một lời. Uh, because earlier on I received a WhatsApp message. They say the word is pause. Sila. À, uh, uh, và rồi uh, tôi nhận được một cái tin nhắn ở trong cái uh, uh, ở trong cái WhatsApp của tôi đó đó là nó là thế gian uh, đang ở trong một cái giai đoạn rất là uh, khủng hoảng và uh, sê la như im lặng. Uh, after the word sila, the Lord gave me say, no, it's uh, pause. The next word is follow is that ref pause, reflect and realign. Ừ. và rồi chứ uh, thế giới đang trong sự hoạn loạn hãy uh, bừng tỉnh hãy uh, nhận thức lại hãy xem xét lại và rồi hãy nhận thức ra cái điều gì đang xảy ra trong thế giới này yeah so that means when you pause, you reflect if you need to confess your sin confess your sin ừ. và rồi nếu mà cái điều đó xảy ra và chúng ta nhìn nhận lại đời sống của mình nếu có điều gì sai trật chúng ta hãy xưng tội của mình ra chúng ta hãy xưng cái điều sai trật đó của mình ra yeah, you reflect means you, you repent after repent you realign with what God wants to do sau khi xưng tội xong, thì chúng ta ăn năn và từ bỏ cái con đường của mình đi sai trật đó đi và rồi chúng ta rely, tức là chúng ta nhận thức ra là chúng ta cần phải làm gì trong cái hoàn cảnh này trong cái giai đoạn này Amen Let me go give us a long sila pause so that you have time to think through to, to repent and start changing our life và Chúa đang cho chúng ta một cái giai đoạn rất là xê la, rất là yên tĩnh để rồi chúng ta có thể ở đó chúng ta có thể nhìn lại cuộc đời của mình, chúng ta có thể nhận thức ra được điều gì đang xảy ra và rồi chúng ta uh, đau phục đời sống của mình để bước đi theo cái điều Chúa muốn chúng ta bước đi. So it's good to cho nên là rất là tốt khi chúng ta dừng lại và chúng ta đặt cho Chúa những cái câu hỏi như vậy. And this is a step anything that happened to your life which is very unusual uh pause, ask the Lord, why it's wrong? Where have I gone wrong? Uh, is there something you want to tell me? You know, I, I'm not sensitive to your voice. À, rồi chúng ta có thể hạ mình xuống trước Chúa anh chị em chúng ta thấy những cái biến cố đến là sống của mình đâu chúng ta hạ mình xuống chúng ta nói Chúa ơi chuyện gì đang xảy ra với con Chúa ơi con không biết điều gì đang xảy ra với con Chúa ơi, xin ngài chỉ cho con and this is a serious thing I mean the, this COVID-19 is a serious thing about what God is going to our attention À, và cái để uh, đại dịch covid này anh chị em cũng là một cái điều rất là nghiêm túc mà Chúa đã đánh thức Chúa cho chúng ta một cái sự đánh thức để rồi chúng ta có thể dừng lại và chúng ta chú ý hơn vào trong cái sự kêu gọi cũng như giấc mơ và khải tượng mà Chúa ban cho mình. Tại sao Chúa lại để điều đó xảy ra trên đời sống của chúng ta? Tại sao người ta lại chết? Tại sao người ta lại bị bệnh như vậy? What you want me to do now and in the future? Chúa ngài muốn con làm gì ngay bây giờ và trong tương lai của con sau này, con muốn ngài muốn con làm gì? Amen. You need to ask God so God will tell you what to do. You start stepping up and you faith to do it. À, chúng ta cần phải hỏi Chúa điều đó anh chị em. Và khi mà Chúa bày tỏ cho chúng ta rồi, chúng ta hãy bước đi bởi đức tin, làm theo cái điều mà Chúa kêu gọi của chúng ta làm. Yeah, so Joseph was very God conscious, therefore he was God dream con, uh, God dream, uh, he was very concerned about God's dream for his life và chúng ta thấy đó Joseph cuộc đời của ông rất là có một cái tâm trí luôn luôn hướng về Đức Chúa Trời cho nên ông luôn luôn hướng về những cái giấc mơ những cái khải tượng những sự kêu gọi của Chúa dành cho đời sống của ông and he hang on to it hold tight to it và ông nắm nắm chặt những cái điều đó ông nắm giữ lấy chắc rất là chắc những cái điều mà Chúa đã kêu gọi ông that's like your compass that is your way how you move in life đó Richard. chính là cái chúng ta phải có một cái thái độ sống như vậy anh chị em đó là cách mà chúng ta cần phải sống trong cái thế gian này amen 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 let's go to Genesis chapter 9 39 verse Giờ chúng 1 đọc, trong sáng thế kỷ chương số 39 và câu số 1 đến câu số 6 and Joseph had been brought down to Egypt and Potiphar an officer of Pharaoh the captain of the guard an Egyptian had brought him brought him from Ishmaelite and brought him down there become in the house of of an Egyptian master. Ừ. Và rồi câu 1 nói rằng là bây giờ Joseph đã bị đưa xuống Ai Cập. Potiphar, một người Ai Cập làm quan trong triều của Pharaon, chỉ huy ngự lâm quân, mua Joseph nơi tay bọn người Ả Rập đã đem chàng đến. Chúa ở với Joseph nên chàng được thân lợi trong nhà của chủ mình là người Ai Cập. See, the first one, Potiphar, officer of Pharaoh, The captain of the guard, the Egyptian, had brought him from Israelite and brought him down there. This is important. Ừ. Cái câu một này có điều rất là quan trọng anh chị em cần phải để ý nữa nha. Đó là phô một người Ai cập, làm quan trong triều Pharaoh, chỉ huy ngự lâm quân, mua Joseph nơi bọn, uh, bọn tay bọn người Ả Rập đã đem chàng đến. Not we have the name of the Egyptian, but we also know God is going to use this Egyptian to be part of the God's plan. Ừ. Uh, chúng ta thấy rằng là không phải chỉ là bị bắt xuống Ai Cập thôi nhưng mà uh, khi mà dù đã bị bắt xuống Ai Cập và trở trong tay của nô lệ đó thì Chúa vẫn dùng Joseph giống như là uh, giống như ở trong nhà Potiphar giống như là một cái bước để rồi hoàn tất được ý muốn của Chúa. Believe you me the moment you are you are born again believer, God will direct each of our step clearly cho dù là chúng ta có thể nhận thức hay không nhận thức nhưng mà cái giây phút mà chúng ta trở thành những người cơ đốc nhân đã được tái sinh đó là Chúa đã có kế hoạch và Chúa ngày từng bước ngày từng bước để rồi hoàn tất cái kế hoạch đó cho chúng ta. Yeah, this man happened to be a very senior officer in the palace. Và cái ông pha ông Potipha này sao đó là một cái người rất là răm quang, rất là cao ở trong cái triều đại của Pharaoh. Yeah, he was he was, he was very top official. Ông ở cái vị trí giống như là, là lãnh đạo cấp cao đó chứ không phải là cấp thấp. But he has a last full wife. Ừ. Và ông có một cái người vợ rất là dục và ham dục. You If Potiphar have a good wife, then Joseph will not go to the prison. Then Joseph will never become the prime minister. Uh, và thực sự là nếu như mà ông Potiphar này ông có một cái bà, bà vợ tốt bà vợ đàng hoàng ấy, thì uh, Joseph thì không thể mà bị vào trong ngục được đúng không uh, Joseph không thể trở thành tù nhân được Is how God moving his à, uh, nên Chúa ngài đã uh, sự chuẩn bị sẵn tất cả những cái kế hoạch của ngài rồi So God will bring people across the life strategically so that you, you will be able to be trained you will be able to do things or do the right or wrong thing so that you can be khi đi the brand of god. Yeah. Và rồi khi mà một cơ đốc nhân được tái sinh đó anh chị em, Chúa dọn sẵn cái kế hoạch đó và rồi khi uh, có dù là ở trong cái hoàn cảnh đó, cái người cơ đốc nhân đó cần phải học, học 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 để rồi mình biết mình thích ứng, biết mình đặt để Chúa để làm vị trí hàng đầu và rồi tiếp tục dù những cái quyết định họ đưa ra là như thế nào thì Chúa cũng sắp đặt để rồi nó có thể hoàn tất được cái ý muốn của Chúa cho đời sống của họ. Amen. And then what the, then the next verse the Lord was with Joseph và uh, rồi, rồi uh, sau này chúng ta thấy rằng là um, cái bà vợ này là bà có cái ham muốn đối với lại Joseph. So when God was with Joseph, Joseph became successful. Ờ uh, nhưng mà chúng ta ý thức là khi mà Chúa muốn ờ uh, uh, Joseph trở thành người thành công đó. And we read that Joseph was not even in the house of Potiphar. Uh, chúng ta thấy And rằng là has... sau Ờ yeah, yeah. yeah. um, cuối cùng cuộc đời của Joseph là gì? Cho dù là gì thì chú cũng muốn cho Joseph thì thành công và chú đã làm điều đó để Joseph thành công. Và rồi uh, Joseph là không còn ở trong nhà của Potiphar nữa. I, I want you to declare the house because this Egyptian has moved. It's a big house. He got big fields. He got many small houses for the slave to stay. Ừ. À, tôi muốn nói rõ cái điều này nè tức là trong cái nhà của người ai cập đặc biệt là những cái nhà mà của những cái quan lớn đó là họ có một cái nhà thật là to thì đó nhưng mà trong cái nhà, nhà to để lại có mấy cái nhà nhỏ 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 nữa cho mấy cái người nô lệ ở thì hand here? He will put him the house where he can meet with the first wife. Ừ. và rồi ông Joseph mình có thể thấy cái bàn tay của Chúa ở trong cái cái điều này đó anh chị em đó là Chúa đặt để Joseph ở trong cái nhà của cái người uh, vợ của Potipha. The moment once you are believer, you will trust God is with us and God will direct our step. God will get people across our life in such a way that He's able to use me and me. But only are we prepared to be used by Him. Ừ. Và rồi uh, chúng ta thấy là là một cơ đốc nhân đôi khi chúng ta phải ở trong những cái hoàn cảnh thế này thế kia uh, Và rồi có đôi khi có cái hoàn cảnh tốt, đôi khi có hoàn cảnh xấu Nhưng mà chúa cũng có thể đem đến những người này nhiều người kia đến cái đời sau của chúng ta đó anh chị em và rồi chúa dùng họ để mà nhào nặng cuộc đời của chúng ta nhưng mà vấn đề của chúng ta cần phải làm đó là gì chúng ta cần phải học cách để rồi chúng ta uh, đáp ứng chúng ta phải đối diện với những người đó theo cái cách mà chúa muốn chúng ta đối diện another thing very important this is the number one thing is that the tangible presence of God was with Joseph cái vấn đề quan trọng chúng ta cần phải nhận thức được điều gì Đó là Joseph luôn ý thức Và Joseph luôn để cho cái sự hiện diện của Chúa Ở trên đời sống của ông Amen So when Amen. you have the tangible presence of God You, were, you were able to be successful à, Và rồi khi mà chúng ta luôn luôn ý thức Và chúng ta chúng ta ý thức sự hiện diện của Chúa Cũng như chúng ta theo đuổi cái điều uh, Sự hiện diện của Chúa thì sao Chúng ta sẽ luôn luôn kinh nghiệm được cái sự thành công God is everywhere We know he is only Is everywhere. chúng ta nhận thức điều này anh chị em mặc dù là đức chúa trời là đấng toàn tại ngài ở đâu ngài cũng có ngài hết nhưng mà có những cái giai đoạn những cái lúc mà cái sự hiện diện của ngài ở trên chúng ta rất là thực hiệu rất là uh, rất là rõ ràng now rồi tôi tin rằng chúa ngài cũng đang ở trên đời sống của ông bà chị em ngay bây giờ tôi tin điều đó rất là rõ ràng trên đời sống của anh chị em There are at least more than 44 of you here. I know for sure that God is now talking to us very clearly in our heart. À, và rồi giờ 44 người ở đây, tôi tin rằng là Chúa ngài thực sự đang ở với ông bạn trên và ngài đang phán với lòng của ông bạn trên một cách rất là rõ ràng. How do we get how do we get the presence of God into our lives? Làm như thế nào để chúng ta có sự hiện diện của Chúa trong đời sống của mình đây anh chị em? Amen. You must able to attract him. Ừ chúng ta cần phải làm như thế nào để hấp dẫn ngài, thu hút ngài. Hey Amen. You must draw first thing before you can pray. You must go near to him. You must draw near to God. God will draw near to you. Chúng ta phải làm ngài để ấy chứ chúng ta bằng cách nào? Đó là chúng ta cần phải đến gần Đức Chúa Trời và Kinh Thánh nói rằng là người nào đến gần Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ đến gần người đó. How, are you praying? Are you a praying person? Ông bà chị em có cầu nguyện không? Ông bà chị em có phải là người cầu nguyện không? When you pray, khi mà ông bạn cho em cầu nguyện đó thì sao chúng ta bước đến gần cái sự hiện diện của Đức Chúa trời và khi chúng ta cầu nguyện như vậy thì sao chúng ta đến gần Đức Chúa trời thì Ngài sẽ đến gần chúng ta tôi có thể đưa ra một kết luận đó là Joseph chính là một cái người cầu nguyện mặc dù cái điều này không có được ghi ra trong kinh thánh nhưng tôi đảm bảo một cái điều đó là Joseph là một người cầu nguyện Because God was with him. When you read the Bible, God with you, means it's not just God being omnipresent. God is with everyone, else, but God specially was with him. That means he has a manifested presence of God. Ừ. Uh, chúng ta thấy là gì không phải là chúa trời uh, toàn năng tồn tại ngài ở đâu ngài cũng có ngài đâu nhưng mà ở trong cái điều hoàn cảnh và cái trong cái câu chuyện của Joseph này này trong cuộc đời Joseph này này ông có cái sự hiện diện của đức chúa trời rõ ràng và thực hữu đến đời sống của ông cho nên mọi việc ông làm đều được thịnh vượng So before you can draw the presence of God, you need, number one, to draw near to him. À, cho nên là trước khi mà chúng ta bước vào trong sự hiện diện của Chúa Chúa uh, trước cho nên là nếu chúng ta muốn Chúa uh, kinh nghiệm được sự hiện diện của Chúa thì đầu tiên chúng ta cần phải đến với Chúa gần với Ngài hơn nữa. You'll be a man a woman of prayer, a man of woman of worship. Chúng ta cần phải trở thành những cái con người, những người nam, những người nữ của sự cầu nguyện, những người nam của những người nữ của sự thờ ngợi khen và thờ phượng Chúa. Very important to know that. Đây là một điều rất là quan trọng. Anh chị em cần phải nhận thức được điều, điều này trên đời sống của mình. God is everywhere and God is all the Christians' Father. Uh, Chúa ở tất cả mọi nơi và Chúa là, là Cha của tất cả mọi Cơ Đốc nhân. But God present with you all the time in a sense yeah. tangibly. Uh, nhưng mà Chúa có ở với ông bà, uh, Chúa không uh, phải? Chúa ở cùng với ông bà tất cả mọi lúc, mọi nơi luôn. By faith, we you know, the Holy Spirit is in us. You never leave or forsake us. That's true. But that is not the tangible presence we're talking about. À, tất nhiên là trong cái nhận thức về trong đức tin của chúng ta Chúng ta biết rằng là Chúa luôn luôn ở cùng chúng ta đúng không Chúng ta đi đâu chúng ta cũng biết Chúa ở cùng chúng ta Nhưng mà có một cái sự hiện diện đặc biệt Cái sự hiện diện đặc biệt đó chỉ ở gần những cái người mà cầu nguyện mà thôi And Moses went to the mountain to meet God Then he, he, was, in the, he was in the tangible presence of God Because there's a cloud Ừ. Và lúc này chúng ta nhớ câu chuyện của Môi-se các bạn chị em. Môi-se đi lên núi của Chúa và trong cái núi đó có một cái đám mây bay phủ, vây phủ cái đám trên đỉnh núi đó và Môi-se ở trong chính cái sự hiện diện đó của Chúa. Và ở trong chính cái sự hiện diện tuyệt vời đó của Chúa, ông Môi-se có đủ cái khả năng để kiêng ăn và kiêng uống trong vòng 40 ngày mà không có vấn đề gì về sức khỏe của ông hết. If no tangible presence of God, the person will die. Nếu như mà không có sự hiện diện tuyệt mỹ của Đức Chúa Trời thì sao? Thì cái người nào mà bình thường mà kiên ăn kiểu đó chắc chắn sẽ chết. You understand? So it's important that you, this first quality, you want to fulfill God's dream, you need to have always the presence of God with you. Ừ. cho nên cái điều này rất là quan trọng khi ông bà anh chị em muốn hoàn tất cái sự kêu gọi của Chúa dành cho đời sống của mình thì ông bà anh chị em cần phải có cái sự hiện diện rất là thật hữu của Chúa trên đời sống của ông bà anh chị em. Of course, God will also is God who will choose, but the other hand more you can also try to draw near and God promises you will draw near to you tất nhiên là mình cần mình có thể đến điều đó chị em mình có thể đạt được điều đó bởi sao khi chúng ta có thể tìm kiếm Chúa chúng ta có thể đến gần Chúa thì chúng ta có thể tìm kiếm được cái sự hiện diện của Chúa một cách rõ ràng trên đời sống của mình hãy dành thời gian để cầu nguyện hãy dành thời gian để kiên ăn hãy dành thời gian để cầu nguyện ở ngợi khen thờ phượng những điều đó rất là quan trọng để chúng ta có thể hoàn tất được thiên mệnh của mình Yeah, you're doing for the sake of like, uh, uh, like say public worship. No, I'm talking about private worship, private prayer. That's different from public. À, tôi không nói cái điều này đến là anh chị em đến cùng với nhau để rồi thờ phượng trong hội thánh, hội chúng rồi, rồi cái thứ đó bình thường rồi. Nhưng mà tôi đang nói đến cái sự thờ phượng ở nơi riêng tư của ông bà anh chị em, cái sự cầu nguyện ở nơi riêng tư của ông bà anh chị em, nó mới là quan trọng. Yeah, the moment he, he he started to to have the prayer of God, he can say God, bless him and he was successful and his tangible people can see À, và rồi khi chúng ta ở trong uh, cái tìm kiếm cái sự tìm kiếm của tìm kiếm ngài cầu nguyện kiên ăn thì lúc đó chúng ta sẽ kinh nghiệm được một cái sự hiện diện của chúa trên đời sống của mình đến nỗi mà chúng ta có thể cảm nhận được cái sự hiện diện đó and people can see like Potiphar saw and he start leaving it to Joseph ah you you take over and Joseph got promoted in the natural À, và rồi chúng ta thấy không Joseph đã cầu nguyện và làm như thế đó cho nên là Yo Potiphar đó anh chị em Potiphar có thể cảm nhận được cái sự hiện diện đó của Yose của Chúa trên đời sống của Joseph luôn cho nên là Potiphar mới nói nè cả vương quốc của ta này giao cho ngươi đó ngươi làm gì ngươi làm đi and then he become a prominent member of the household of Potiphar and the wife of Potiphar, said say hey with this young handsome man À, và rồi uh, um, bởi vì là Potiphar thấy được cái sự hiện diện của Chúa trên đời sống của ông cho nên như thế cho nên là Potiphar mới cắt nhắc, mới cắt cử ông Joseph lên để làm đầu những cái uh, trong cái tất cả căn nhà của ông Potiphar luôn và cuối cùng là gì? cuối cùng là chúng ta thấy rằng là Potiphar mới, mới ở gần cái người uh, người nữ đó. And it happened that see, because there's so many slaves in Potiphar they all, you know, she would have no time to look at them. But the moment this slave was in the house, she started to be attracted to him. Ừ. và rồi bà vợ Potiphar cũng thấy được cái điều đó và bà cũng muốn cái điều đó anh chị em có rất là nhiều người nô lệ trong nhà Potiphar đúng không nhưng mà ngay cái thời điểm mà Joseph bước vào trong nhà của Potiphar thì bà vợ này bắt đầu để ý tới Joseph là, là sao là with the of God. Ừ. điều đó bắt đầu bởi đâu? Bởi điều đó bắt đầu bởi cái sự hiện diện của Chúa trên đời sống của Joseph. Many times the of God will come, but we need to maintain it by going, drawing close to God again nhiều rất là nhiều lúc cái sự hiện diện của Chúa đến trên đời sống của chúng ta nó đến và rồi cái việc của chúng ta cần đó là chúng ta cần phải liên tục ở trong cái sự hiện diện đó liên tục ở trong cái sự hiện diện của Chúa trên đời sống của mình so we not, we not Holy Spirit, we not greet Holy Spirit to, in order to maintain the presence of God đừng bao giờ làm buồn Đức Thánh Linh, đừng giả la bao giờ uh, coi thường Đức Thánh Linh bởi vì sao? Đức Thánh Linh rất là quan trọng trong đời sống của chúng ta. Khi có Đức Thánh Linh của Chúa trên đời sống của chúng ta thì sự hiện diện của Chúa sẽ đầy dậy trên đời sống của chúng ta. So if we study the 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 story of revival around the world they started revival God because they were praying, they were fasting and the Lord presence come. And they start to do flashy thing, then the present goes. À, và rồi chúng ta thấy trong cái lịch sử của những cái cơn phán hương trên thế giới đó anh chị em khi người ta ăn năn người ta hạ mình đến trước Chúa người ta kiên an người ta cầu nguyện người ta tìm kiếm Chúa người ta thờ phượng Chúa thì sự hiện diện của Chúa đến đây giải trên đời sống của họ và rồi phán hương xảy ra và nhưng nếu như mà nhưng mà sau đó thì sao sau một thời gian người ta để cho những cái điều của thế gian những cái điều của dục vọng những cái điều ham muốn của thế gian này đây dậy trên đời sống của họ quay trở lại thì sao thì sự hiện diện của Chúa nó, nó pha nhà dần trên đời sống của họ và rồi sao cơn phán hương đã nguội dần và tan biến đi mất Amen. So we need to mindful. Number one thing for success in Joseph's life was the presence of God. It was him in prison. Later on was in the palace. It's not Satan there, but prison was sure. But we can, we can assume in the palace because Joseph was successful. À, và rồi chúng ta thấy điều gì đây? Chúng ta thấy rằng một cái điều rất quan trọng chúng ta cần phải nhớ đó là cái sự hiện diện của Chúa quan trọng trên đời sống của chúng ta giống như là sự hiện diện của Chúa quan trọng trên đời sống của Joseph đó anh chị em. Khi ông ở trên nhà uh, của Potiphar thì và uh, uh, ông, sự hiện, diện, ông là, đây là sự hiện diện của Chúa trên đời sống của ông. Và sau này thì uh, chúng ta sẽ nói đến cái sự hiện diện của Chúa ở trong cái uh, trên đời sống của Joseph khi mà ông đang ở trong ở trong cái nhà ngục nhưng mà khi mà ở trong nhà Potiphar thì sự hiện diện của Chúa rất là quan trọng trên đời sống của Joseph. And this quality of the manifest presence of God is a result of other qualities that come about because you need God to be there before we can really develop other qualities. Ừ. Cho nên chúng ta phải ý thức cái điều đó, trước tiên đầu tiên và quan trọng nhất, chúng ta có phải có Chúa trên đời sống của mình. Cái phẩm chất tin kính Chúa là cái phẩm, phẩm chất phải đến đầu tiên trên đời sống của chúng ta thì sau đó những cái phẩm chất khác, những cái khả năng, những ân tứ khác mới được bồi thêm vào trong đời sống của mình. Amen. 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 So number one thing I want to highlight at this game, if you just learn this thing, the rest will come. You don't need to learn the rest. <laughs> cho nên là tôi phải nhấn mạnh cái điều này khi mà ông bà anh chị em ý thức được cái điều này đó anh chị em thì tự nhiên những cái điều khác nó sẽ đến thôi và nhiều khi tôi cũng không không cần phải dạy những cái điều khác nữa anh chị em tự nhận lấy cái điều khác luôn á. I don't forget the Holy Spirit can be easily grieved by our fleshly our display of anything. À, cho nên nhưng mà chúng ta cần phải nhớ một cái điều đó là Đức Thánh Linh của Ngài Chúng ta có thể rất là dễ để làm buồn à, Đức Thánh Linh bởi vì những cái điều của thế gian này Làm buồn Đức Thánh Linh way, you don't his fire. À, Chúng ta cần phải Để mà chúng ta có sự hiện diện đó Trên đời sống của mình thì chúng ta cần phải thuận phục Ngài, chúng ta cần phải đau phục Ngài Để rồi chúng ta có thể luôn luôn giữ được Sự hiện diện của Ngài trên đời sống của mình Đừng leo giờ làm buồn Ngài Amen. His symbol is a fire. Fire means you can pour water and then the fire goes off. That's what ừ. happened to many revival. À. Ngài rất là giống giống như là những ngọn lửa đó anh chị em. Ngọn lửa đang bùng cháy. Tự nhiên những cái điều xấu xa gian ác trên đời sống của mình, những cái dục vọng ham mê của thế gian mình như những nước á, mình đổ vào những cái ngọn lửa thì sao? Ngọn lửa tự nhiên nó tắt mất. Đó là cái điều đã xảy ra đối với biết bao nhiêu là cái cuộc phân hương trên thế gian này rồi. Amen. Yeah, let's listen to Genesis 39: verse 3 thì chúng ta đọc ở trong sáng thế ký chương số 39 câu số 3. His master that Potiphar saw that the Lord was with him and the Lord caused all that he did to succeed in his hand. So Joseph found favor in his sight, attended him. He make him overseer of his house and put him in charge of what he had. Câu số 3, câu số 4 nói chúng ta đó là um, Chủ thái chúa ở với chàng trong mọi việc chàng làm khiến việc gì chàng chịu trách nhiệm cũng đều thành công. Vậy Joseph được chủ mến chuộng, cử chàng làm phụ tá, cho chàng làm quản gia và giao khát thác cho chàng coi sóc mọi người và mọi sự thuộc về chủ. You see even this outsider Potiphar can see God's hand, God's present in the life of Joseph cho nên chúng ta thấy là gì ở bên ngoài thôi mà Potipha một người không biết Chúa mà còn thấy sự hiện diện của Chúa thấy bàn tay thấy sự hiện diện của Chúa trên đời sống của Joseph Amen. So when we see we can see the Lord is with you. We can see because that's a feeling. That is a, a feeling that you, ah, this man got the anointing, got the God present. Ừ. Đó, cho nên là tôi nói thật với anh bạn chị em nha Cái điều này rất là rõ ràng, rất là thực hữu Đó là gì? Đó là sự hiện diện của Chúa Trên đời sống của anh chị em á Người khác có thể nhìn thấy được, có thể không nhìn thấy bằng mắt thường Nhưng mà trong tấm lòng của họ, trong tâm linh của họ Họ nhận thức được, con người này có một cái điều gì đó Rất là đặc biệt, rất là có Chúa Trong đời sống của họ You see this uh, Solomon when he dedicated his temple The glory of God come is so powerful, the priest cannot minister anymore anh chị em thấy câu chuyện cuộc đời của Salomon khi mà ông xây dựng cái đền thờ của Salomon xong không? đền thờ Chúa của Salomon xây dựng xong thì sao? Ông công cung hiến cái đền thờ đó sao thì cái sự hiện diện của Chúa đến ngập trang tại cái đền thờ đó của Chúa đến nỗi mà những cái thầy thầy tế lễ ở đó không thể nào đứng nổi để mà phục vụ Chúa được. You know, I was early in ministry. I had, this, I had some, this, a, a small experience of the tangible presence of God in such a powerful way. Ừ. À, rồi trong những cái ngày trước kia trong cái thời gian tôi hầu về Chúa đó anh chị em, tôi có kinh nghiệm được cái sự hiện diện và sự vận hành đó của Chúa trong cái chức vụ của tôi. Unfortunately, I don't. If I know today, I would have a different response. I didn't know. I didn't know what to do. So what I do, I do nothing. <laughs> à, lúc đó thì tôi còn non trẻ trong chức vụ, tôi không biết phải làm như thế nào rồi khi mà người ta tán té ngã như vậy. Nhưng mà bây giờ thì tôi trưởng thành hơn, cho nên tôi biết phải làm gì rồi. Yeah, I was sitting here because I was I was teaching Uh, a small bible class among foreign workers and i was i want to walk here i cannot walk because it's such a powerful like a uh, wall i could walk through it by force but it's such a powerful i cannot walk through uh -huh. i never ask god what to do i just ah cannot walk through just sit back you know <laughs> i don't know but now i will know how to ask the lord Hallelujah. tức là trước đây ông mày ông ông, ông, ông tiên tri timothée đó ông có dạy trong những cái uh, buổi uh, buổi nhóm những cái lớp nhỏ nhỏ như nhỏ kinh thánh nhỏ 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 đó và rồi khi mà ông giảng dạy ông chia sẻ như vậy thì sao uh, thì uh, thì ông kinh nghiệm được một cái sự hiện diện của Chúa ông đang đứng ở đây thì tự nhiên ông, ông 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 chỉ bước qua chỗ đây một chút và ông thấy ồ có một cái bức tường giống như một bức tường ngăn cách đây giải sự hiện diện của Chúa đây nè. Lúc ông bước đó và không bước nữa. và lúc đó thì ông còn non trẻ cho nên ông biết không biết phải làm thế nào hết. Tức là ông cứ cứ đứng đó thôi. Nhưng mà bây giờ ông ông biết một cái điều là nếu như mà có sự hiện diện của Chúa như vậy thì ông sao? Ông sẽ dừng lại và ông hỏi Chúa chuyện gì đang xảy ra với Chúa? I'm sure the Lord know my ignorance, but He just give me a taste, a full taste of what's happening. It is so tangible. Và rồi tất nhiên là lúc đó là chú biết là lúc đó là ông tiên tri Timothy là đã, bây giờ nói tôi à, Chúa biết là lúc đó tôi có cái sự giống như kiểu là khước từ cái 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 sự hiện diện đó, nhưng mà chú cho tôi nếm được cái sự hiện diện đó của Chúa. Và rồi khi mình nếm được cái sự hiện diện của đó của Chúa thì tôi sau này tôi biết cách để rồi tôi đáp ứng lại cho những cái lần như vậy tiếp theo. And quite recent, maybe two years ago, I was in India and I, I couldn't see the Lord, but there's a sister, she could see the presence of the Lord physically, because she was born again like that. Uh, and I was, and I felt such a strong anointing of the Lord. <laughs> then later she said, I saw the Lord next to you. Therefore, it was such a powerful meeting because the Lord was next to me. <laughs> lui vậy và anh chị biết không khi mà tôi còn ở giảng dạy ở bên cách đó hai năm tôi có đi giảng dạy ở bên Ấn Độ thì trong một cái buổi nhóm đó thì có một cái sự hiện diện của Chúa và tôi có thể cảm nhận được cái sự hiện diện của Chúa ở đó nhưng mà tôi không có cảm nhận được một cách rõ ràng nhưng mà một cái người chị em đó lúc đó cũng mới mới được mới vừa được tái sinh thì bà có thể nhìn thấy và cảm nhận được cái sự hiện diện của Chúa giống như là chính Chúa đang đứng ở chỗ đó bên cạnh tôi vậy đó thì bà nói rằng là à, ông ông sư ơi cái sự tôi thấy có Chúa đang đứng ở bên cạnh ông á và rồi à, lúc đó anh chị biết sao không đó là có một cái buổi nhóm rất là quyền năng xảy ra lúc đó tại vì sao chúng tôi có một cái sự hiện diện ở cùng Chúa và dường như là lúc đó là rất là mạnh mẽ được cái bầu không khí rất là mạnh mẽ ở trong cái buổi nhóm đó. I, I remember was uh, it's such a strong that you know the, the prophecy just flow <laughs> easy no problem and but I didn't I couldn't see the Lord but she could see the Lord standing physically. Uh, cái sự hiện diện rất là mạnh mẽ và tôi có thể tuôn 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 ra những lời nói tiên tiên, tuôn, tuôn 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 ra một cách rất là dễ dàng rất là tự nhiên và rồi uh, mọi người rất là được phước trong buổi nhóm đó tôi thì không có thấy như, như sự hiện diện chúa như thế uh, như cái người phụ nữ đó thấy nhưng mà cô ấy thấy như như chúa đang đứng ở bên cạnh tôi vậy đó She was a young believer. Cô là một cái người mới tái sanh, một cơ đốc nhân rất là non trẻ. Amen. It doesn't matter. It's a how oh himself không có quan trọng là vấn đề anh chị em tin Chúa bao lâu rồi không phải anh chị em tin Chúa càng lâu thì mới nhận được nhưng mà khi mà anh chị em tin Chúa còn trẻ thì Chúa cũng có thể sử dụng ông bà anh chị em theo cái cách Chúa muốn để bày tỏ chính sự hiện diện của Chúa cho ông bà chị em thấy theo cái cách đó đó là một cô gái trẻ một cô gái um, um, đã kết hôn nhưng mà còn trẻ she was a muslim before cô ấy trước đây là một cái người hồi giáo and she wanted to commit suicide because she was oppressed by the uh, indian uh, mother in law she was very really oppressed à, à, cô ấy rất là cảm ơn. trước khi mà cô tin Chúa thì cô rất là bị uh, stress bị uh, áp lực bị và muốn đến mức độ mà muốn tự tử luôn anh chị em bởi những cái luật của những cái người uh, hồi giáo hay là những cái luật của người ở Ấn Độ lúc đó And then she went to jump down from a high building in uh, Bangalore. Yeah. Uh, cô ấy muốn nhảy xuống từ một cái tòa nhà cao tầng ở Bangalore uh, in the, ở Ấn Độ. And the Lord spoke a lot. There's a voice she heard. Then she, she saw the Lord. She didn't know who's the Lord. Rồi rồi, khi mà cô đang chuẩn bị nhảy xuống như vậy sao? Chúa đứng ở sau lưng cô và Chúa nói có một cái tiếng phán nói với cô uh, là Chúa phán với cô đó nhưng mà lúc đó cô vẫn chưa biết Chúa là ai. And occasionally she were now ok, she will see the Lord physically walking to the room. à uh, rồi, uh, sau đó cô uh, giống như kiểu là cô có thể uh, nhìn thấy sự hiện diện của Chúa đó, khi mà cô bước vào trong uh, phòng nhóm cô có thể thấy sự hiện diện của Chúa như vậy. Uh, for, for me it was a very powerful because the Lord, I didn't know it was next to me, but I, the anointing is so strong, because the tangible was so strong that I I don't know, but I know it's very strong, but the Lord was there. Ừ. và về phần tôi thì tôi không có thể thấy không thấy Chúa được giờ một cách rất là rõ ràng giống như cô thấy giống như một người đứng bên cạnh tôi vậy nhưng mà lúc đó tôi cảm nhận được một cái sự sức dâu một cái sự hiện diện rất là bao phủ lúc đó và tôi có thể thực sự cảm nhận được cái sự hiện diện đó anh chị em ơi Amen 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 May see angels, một số người trong số anh chị em có thể thấy thiên sứ đúng không? một số người trong số anh chị em có thể thấy được uh, uh, chúa đứng một cách thực hữu như vậy nhưng mà tôi không biết thì tôi chưa thấy bao giờ hết. cho nên cái điều mà tôi học được là gì? Uh, không đừng có tìm kiếm cái điều đó nếu mà chúa muốn bày tỏ cho mình thì chúa sẽ cho chúng ta thấy đừng có cố gắng tìm kiếm những cái điều đó if you look for it you will look for such a manifestation you can be misled hallelujah. Hallelujah. Nếu như anh chị em mà cố gắng để mà nhìn thấy thiên sứ, cố gắng để mà nhìn thấy Chúa hiện diện cách như vậy thì có thể anh chị em bị lừa dối, bị ma quỷ nó lừa dối đấy. Amen. 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 Uh, the Lord Amen. will know what to do because don't pray for it please. Chúa người biết ngài cần phải làm gì, đừng đừng có cầu nguyện cái điều đó, đừng có cầu xin cái điều đó. But you can pray for his manifested presence. Ừ. Nhưng mà anh chị em có thể cầu nguyện điều gì? Anh chị em có thể cầu nguyện được rồi, Ngài bày tỏ chính sự hiện diện của Ngài. Because you want him to show himself strong in our life. Hallelujah. Bởi vì sao? Bởi vì Ngài muốn Ngài bày tỏ chính mình Ngài một cách rõ ràng, một cách mạnh mẽ, một cách uh, 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 đầy dạy trên đời sống của bạn. Amen. Because when his manifest presence is there, you will be successful whatever you do và khi sự bởi vì sao khi ngài bày tỏ người biểu lộ cái sự hiện diện của ngài trên đời sống của bạn thì của anh chị em đó thì sao thì anh chị em sẽ thành công trong mọi việc mà anh chị em làm But are you prepared to go to prison for the next 10, years <laughs> nhưng mà anh chị em có sẵn sàng để đi vào trong nhà trong nhà tù trong vòng 10 năm nữa không amen <laughs> à, <lui. cười> yeah, because everything is like that amen. À, bởi vì sao bởi vì mọi việc nó sẽ xảy ra như vậy đó anh chị em a prison is good for you and me because if that what God want you to be praise the Lord. À, uh, nếu mà cái uh, địa ngục ở uh, cái uh, cái nhà tù đó nó là điều Chúa dành cho ông anh chị anh bà, ông bà anh chị em thì nó rất là là cái điều rất là tốt cho đời sống của chúng ta. Bà người khen Chúa. Let me tell you, yeah. me tell you yeah. I I started as a traditional. I was I started in a small traditional church, but quickly I become charismatic. À, và anh chị tôi nói với anh chị điều điều này nè, tôi á, trước đây á, là bắt đầu từ một cái hội thánh uh, truyền thống mà hội thánh truyền thống rất là nhỏ không có to đâu. Mà tự nhiên tôi trở thành một cái người rất là ân tứ như thế này. But then when I a I don't believe in the Bible à. say. Nhưng mà khi mà trở thành người ân tứ thì tôi trở thành không tin rất là nhiều điều những cái điều mà kinh thánh nói. For example in the book of 1 Corinthians chapter 13 Ừ, giống như là kinh thánh ở trong sách uh, Cô riêng tô nhất chương số 13 yeah, talk about love suffer long. Ừ, tôi không tin rằng là tình yêu thương phải uh, chịu đựng mọi sự. Tôi tôi đổi cái từ đó là uh, suffering là không chịu đựng tôi đổi cái từ chịu đựng đó. Và rồi tôi cũng bỏ luôn cái sách uh, gió, sách Giôp ra khỏi cái, cái, cái lịch đọc kinh thánh của mình luôn. I read the last part, the last chapter of Job about how God double. <laughs> tôi chỉ thích đọc cái chương cuối của sách gióp thôi anh chị em làm như thế nào mà Chúa ban phước cho gióp gấp đôi tôi thích cái khúc đó thôi mà khúc khác không thèm đọc but now the last couple of years maybe 10 years slowly my theology changed. hallelujah nhưng mà anh chị biết sao không sau vài nhiều năm thì tự nhiên tôi phải thay đổi cái thần học của mình amen because i believe in suffering À, bởi vì sao bởi vì tôi tin vào cái sự chịu khổ theo ý muốn của Chúa. I believe in the gift and the power of God also hallelujah. À, tôi cũng còn vẫn còn tin và cũng còn tiếp tục uh, bước đi theo cái ân tứ cũng như là quyền năng của Đức Thánh Linh của and Chúa. I believe very strongly about we are transformed we have to be transformed in the image of Christ. À, và rồi tin chắc một cái điều rằng là khi mà chúng ta tin đó, thì chúng ta cần phải được biến đổi trở thành nên ảnh tượng của con ngài là của đấng Christ. This is the first thing we got to do in our life. Hallelujah đó là cái điều đầu tiên chúng ta cần phải làm trong đời sống của chúng ta. To us to be like Jesus uh, ưu tiên hàng đầu đó là chúng ta cần phải thay đổi đời sống của mình, phải biến đổi để trở nên giống như Đấng Christ. Uh, đó là cái kế hoạch của Chúa ở đời sống ta, cái kế hoạch cầu cái mục đích mà Chúa định cho chúng ta đó là chúng ta cần phải được biến đổi đời sống của mình trở nên giống như ảnh tượng của Con Ngài. That is hard đó we get rubbing we get a lot of problem like that. Đó là một cái vấn đề rất là khó đó anh chị em, một vấn đề phải chịu khổ không phải đơn giản. Và trong quá trình đó chúng ta phải đối diện với điều này điều kia đến đời sau của mình thì chúng ta mới được biến đổi trở nên một cách trọn vẹn như vậy được. If we submit to God willingly, God will make it a better person of us. Bất kỳ khi nào mà chúng ta đối diện với điều đó, chúng ta phải học cách đầu phục Chúa, một cách trọn vẹn đời sống của mình sẵn lòng đầu phục Chúa thì Chúa từng bước từng bước sẽ khiến chúng ta trở nên giống như con của Ngài then do rồi chúng ta có thể làm gì để chúng ta có thể trở làm những cái công việc lớn hơn cho vương quốc của đấng Chúa trời khi chúng ta càng được biến đổi giống như con của ngài chúng ta càng những làm những việc lớn hơn cho Chúa được. Yeah, we don't we don't want to be shallow shallow christianity. Ừ, chúng ta không phải là một cái cơ đốc nhân là mơ, uh, cơ đốc nhân pha nhạc đâu anh chị em. We want to go deep in the lord. hallelujah chúng ta không phải là ở trên mặt thôi nhưng mà chúng ta cần phải bước sâu, dám sâu, dặn sâu vào chính bản thân của mình vào trong cái sự hiện diện của Chúa, trong những cái điều mà Chúa dạy cho chúng ta. The Cái mức độ mà anh chị em được biến đổi theo uh, ảnh tượng của Đấng Christ nó sẽ là cái mức độ mà Chúa có thể sử dụng chúng ta. Chúng ta càng được biến đổi chúng ta càng được Chúa sử dụng. It means dying to yourself to come your cross daily chúng ta cần phải chết đi cái cơ, cái cái cái, xác thịt của mình Mà mỗi ngày anh chị em đóng đinh xác mình vào thập đắp đinh xác thịt của mình vào thập tự giá mỗi ngày đó có nghĩa là gì đó có nghĩa là dân chính mình làm sinh tế cho Chúa đó anh chị em đó chính là hy sinh đó là chịu đựng đó it's not better cái điều này nó không có đơn giản không có dễ dàng đâu nhưng mà nó là cái điều tốt dành cho chính đời sống của mỗi chúng ta Because our greatest enemy that we have is ourself, our flesh. Và bởi vì sao? Bởi vì cái kẻ thù lớn nhất mà chúng ta phải đối diện hàng ngày, hàng ngày luôn đó là gì? Đó là chính là xác thịt của chúng ta. You know this Joseph and he goes through, he goes through all the ways hell for him. Let me say to you. Ừ. và rồi giống như cuộc đời của Joseph đó anh chị em. Joseph trải qua rất là nhiều điều tưởng chừng là như là những cái địa ngục mà ông phải đối diện đó. Nhưng mà điều đó lại tốt và điều đó cũng sẽ đến đó đời sống của chúng ta những cái hoạn nạn đến cho chúng ta uh, hay những cái thử thách đến cho chúng ta để rồi chúng ta uh, uh, là điều tốt để chúng Chúa có thể rèn luyện chúng ta để Chúa sử dụng chúng ta ở một mức độ cao hơn. For young arrogant, rich young man he has to bring him down to the lowest of his life. À, từ một cái người mà uh, người trẻ uh, có vẻ là rất là thành công ở trong uh, nhà của Potiphar đúng không? Tự nhiên Chúa khiến cho một người như vậy uh, đang cầm đầu, lãnh đạo một cái nhà tự nhiên xuống một cái chỗ thấp nhất trong cái thể xã hội là gì? tù nhân. I can't imagine what he has to go through. Um, Tôi không thể hình dung được cái cảm giác mà ông ấy đã phải trải qua là gì. Even you can imagine, it's not it's, we cannot be to go through what he has to go through. Ừ. thậm chí là chúng ta có thể hình dung ra được thì có thể là chúng ta cũng phải rất là khó khăn mà hay là không biết là chúng ta có thể vượt qua hay là trải qua được phải vượt qua được cái điều mà ông đã, đã, đã kinh nghiệm đó hay không. I believe is God present that, that he is having him to help me to go through all the difficulty in his life. Nhưng mà tôi tin rằng là bởi vì chính ông cầu nguyện, chính ông thờ phượng Chúa và chính ông có sự hiện diện của Chúa trên đời sống của mình như vậy cho nên là ông mới có thể trải qua được những cái hoàn cảnh những cái những cái hoàn nạn đến trên đời sống của ông. So we must always be God conscious and God and try to draw near to God all the time. Ừ. Cho nên chúng ta phải luôn giữ tâm trí của mình tập trung vào Chúa, tâm trí luôn luôn nghĩ vào Chúa, nghĩ vào vương đức Chúa trời thì chúng ta mới có thể vượt qua được tất cả những cái điều đó uh, to, mọi yeah. lúc. Yeah. We study the stories of many men and women of God who do very well, actually men and women of fervent prayer. À, và chúng ta học học uh, trong đời sống của chúng ta chúng ta thấy rằng là những cái con người mà làm lớn cho vương quốc của chúa trời anh chị em, những cái người mà uh, vĩ đại đức tin vĩ đại là sao họ đều là những con người cầu nguyện một cách mạnh mẽ cả And put God first in their life. everything is God first. họ luôn luôn đặt để chúa làm hàng đầu trên đời sống của họ luôn luôn trong mọi việc đặt để chúa làm hàng đầu When you put God first you're not worshiping any idol khi mà bạn khi mà họ để khi mà ông bà anh chị em để Chúa hàng đầu trong đời sống của anh chị em thì ông bà anh chị em không bao giờ để đặt để thờ phượng lấy là một cái thần nào khác. The worst thing can happen to us is to be an idol worshipper. Một cái điều mà tệ hại nhất có thể xảy ra trên trên đời sống của chúng ta là gì? Chúng ta trở thành những cái kẻ thờ hình tượng. When I talk, when I talk about idol, I'm not talking about the little dolls that you worship. I'm talking about the thing you worship in our life tôi tôi nói về thần tượng đó, tôi không có nói về những cái bức tượng nhỏ 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 mà mình thờ rồi mình cắt nhang đâu nhưng mà tôi đang nói về những cái điều ở trong đời sống của chúng ta đây nè it's your money first in your life that is your god đó là gì đó là tiền đúng không chúng ta đặt để tiền đầu tiên hàng đầu trên đời sống của chúng ta mà chúng ta không đặt để chúa là hàng đầu thì đó chính là sự thờ lại thần tượng it's family first in your life that is that is your god that's your idol nếu như mà gia đình của anh chị em là đặt để hàng đầu trong đời sống của anh chị em thì gia đình đó chính là cái thân tượng của anh chị em. Is, is ministry a career? your, 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 uh, one, your life every day your idol. Nếu như mà là cái chức vụ hay là nếu như mà là công việc hay là nghề nghiệp của ông bạn chị em mà ông bà anh chị em đặt để nó hàng đầu trong đời sống của mình thì sao? Thì chính cái công việc hay là cái chức vụ đó chính là cái thân tượng mà anh chị em đang thờ. How I many servants of God, they, they have no time for God, but they have spent so much time in ministry, big ministry, but they have no time for God. Có biết bao nhiêu là người hầu về Chúa, họ có những cái chức vụ lớn, nhưng mà họ lại dành toàn bộ thời gian cho họ cho chức vụ mà lại không có dành thời gian cho Chúa. How do they become successful? Làm sao mà họ có thể thành công được? It's quite easy. ừ. Đó là dễ hả? Yeah, you, you can have a formula for church growth nên à, anh chị em có thể có những cái công thức để mà phát triển hội thánh your is a good location. À, anh chị em có thể um, có một cái vị trí rất là thuận lợi Your church give free rice, free sugar every month. People will come to your church. Anh chị em hội thánh của anh chị em có thể gì? À, có thể là có những cái bữa ăn từ thiện, bữa ăn miễn phí, rồi um, bữa uống miễn phí để rồi người ta có thể đến với hội thánh của Chúa. That happened in Indonesia, the big church in Indonesia. Điều đó xảy ra ở tại hội thánh lớn nhất ở bên Indonesia. They give free rice, give free sugar free everything. họ cho rất là nhiều thứ cho đưa cho đồ ăn cho cái thứ đủ rất là rất là nhiều thứ người ta cho người ta. have a group of people who will go to church to church every Sunday. Nhưng mà anh chị chỉ là một cái nhóm nhỏ những cái người đến hội thánh mỗi chủ nhật. they can attend five services in different church, they will do because from the different church they get five number of rice, sugar and anything else. À, không phải là uh, chúng ta mà là những cái người ở bên Indo đó sao họ có những cái uh, buổi nhóm hàng ngày hàng tuần đó anh chị em buổi nhóm hàng chủ nhật đó và mỗi buổi nhóm thì sao có rất là nhiều người đến năm buổi nhóm một tuần một ngày chủ nhật luôn nhưng mà anh chị em biết sao không mỗi buổi nhóm như vậy người ta đều tặng quà cho nên là người ta đến rất là đông. To they come to the church for. vậy thì những cái người đó đến hội thánh để làm cái gì? Not to worship God. có phải là để cho thờ, thờ phượng Chúa không? không không phải để thờ phượng Chúa. Many of them are not even believers. Ừ. rất là nhiều người trong số họ đến hội thánh là không phải là cái gốc đốc nhân đâu. So you come to to from the họ chỉ đến hội thánh để nhận lấy những cái thứ quà tặng của hội thánh mà thôi. So Thì, tôi hỏi các anh chị em là nếu như một một sư mà làm những vậy như điều những điều như vậy trong hội thánh của mình đó thì đến trên thiên đàng thì họ có nhận được cái phần thưởng gì của Chúa không? No không có phần thưởng gì hết. Amen. <laughs> because she's just playing church. Chỉ là phát triển hội thánh mà thôi, chỉ là mở rộng hội thánh mà thôi. I got the biggest church in Jakarta because you give money, you have entertainment every every Sunday you entertain by ừ. good singers, good worship. Ừ. Tôi um, có đến một cái hội thánh kia ở Jakarta, Indonesia đó một hội thánh rất là lớn và rồi mỗi chủ nhật thì người ta tổ chức buổi nhóm rất là đã rất là thờ phượng được cái thứ rất là hay và rồi có những cái chương trình giải trí ở trong cái buổi nhóm đó nữa. I have a friend, he's a bishop in Indonesia. Tôi có một cái người bạn đó là giám mục ở bên Indonesia. You want to see? he was encouraged by businessmen to start a church in Jakarta. He's not in Jakarta. À, uh, ông ấy thì không ở không có ở Jakarta nhưng mà có một cái người doanh nhân cơ đốc kia hay là là ông mời cái người doanh nhân này mời ông ông giám mục này đến mở một hội thánh ở Jakarta. So this group business said, hey, you come to Jakarta, we will support you. Uh, uh, um, cái nhóm của ông uh, uh, nhóm của ông uh, doanh nhân Cơ đốc nói rằng là nếu như ông đến Jakarta để một hội thánh uh, thì chúng tôi sẽ hỗ trợ tài chính cho ông. nhưng mà ông uh, thì phải làm theo cái đề nghị của chúng tôi. First thing you say, your a good location. Uh, và uh, tôi sẽ cho ông một cái hội thánh ở một cái chỗ rất là uh, tốt. Because Jakarta is not like Canter. it's a very big busy place you must have a place where the, the traffic can get in easily. The, the à. motorbike and the car can come in easily. Accessible to traffic. Không? Country. yeah. ở Jakarta nó, nó rất là một thành phố rất là lòng rộng lớn và rất là nhộn nhịp chứ không có như Cần Thơ của mình, Cần Thơ của mình có vẻ ít hơn. Nhưng mà ở Jakarta có những cái địa điểm, những cái chỗ mà xe máy, xe ô tô gì đến rất là thuận tiện luôn và họ hứa rằng là sẽ cho ông một sư mua một cái chỗ ở những cái chỗ đó. Good location is the one, right? Cho một cái chỗ rất là tốt. And number two is a good worship và rồi chị, có một cái sự thờ phượng rất là thứ hai điều thứ hai đó là sự thờ phượng rất là tốt you get the best worship leader you pay them well they will come to worship Ừ. nếu như mà mình có một cái người hướng dẫn thờ phượng tốt mình trả lương cho họ đủ uh, nhiều quá uh, thì họ sẽ đến và thờ phượng Chúa ở hội thánh của mình. And you must have a pastor who's able to crack jokes. Uh, và rồi mà có gì nữa có một ông mục sư có nhà uh, để mà uh, nói ra những khi mà giảng á, thì có những cái câu chuyện uh, 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 tạo cho người ta những cái niềm vui cười rất là thích và rồi sau đó chúng ta thấy gì một cái uh, khu vực uh, một cái một cái nơi giải trí được mở ra so my friend started a church in Jakarta. rồi sau đó người bạn của tôi cũng mở hội thánh ở Jakarta luôn The last time I know it failed. He, he closed. Nhưng mà lần cuối cùng tôi nghe tin về người bạn đó thì sao? Dù là có vị trí tốt, có ban thờ phượng tốt, có ông mục sư chọc cười rồi hay nhưng mà cuối cùng là sao? Cuối cùng thất bại, đóng cửa cái hội thánh đó luôn. Amen because he's What we talk about? I don't know why I talk about this. Hallelujah. Hallelujah. Tôi không biết mà sao tôi lại nói điều này nữa. Hallelujah. Yeah. But what I'm saying is that ministry can be our idol. À, cho nên là tôi muốn nói với các bạn chị em là nhiều khi á, cái chức vụ của chúng ta còn có thể là trở thành những cái thân tượng của chúng ta. Amen. Even if you are serving God can be idol. No, God wants you to have time for Him. Ừ. Nếu mà ông bạn chị em là người phục vụ Chúa, chúng ta Chúa muốn ông bạn chị em phải dành thời gian cho Ngài. Yeah, even my early ministry, I was in in India very early my ministry 20 over years ago. I I met a group of pastors. We have a pastor meeting và rồi cách đây 20 năm trong những năm đầu những cái thời điểm đầu mà tôi bước vào chức vụ đó thì chúng tôi đến ở bên Indonesia ở bên Ấn Độ và khi mà ở Ấn Độ thì có những cái buổi nhóm của các mục sư ở tại nơi đó and I discovered because I don't have to the song of Solomon và rồi tôi khám phá ra được và cái lúc đó thì tôi chia sẻ về uh, thi thì uh, cái nhã ca yeah, Solomon is very simple talk about intimacy with God nhã ca thì rất là đơn giản, sứ điệp rất là đơn giản đó là gì? Cần phải có một mối quan hệ mật thiết, một mối quan hệ thông công rất là mật thiết với Chúa. I, I discovered the end of meeting many people repented before God for lacking intimacy with God. Và rồi, rồi sau cái buổi nhóm đó thì sao? Sau cái buổi nhóm đó thì người ta bắt đầu ăn năn hạ mình xuống trước Chúa và ăn năn bởi vì họ đã không có một cái thời gian, không có dành thời gian mật thiết với Chúa của mình. These are seasoned, old time pastors. They have no time for God, but time for ministry đó là điều gì đã xảy ra điều gì đó đã xảy ra cho những cái mục sư trọn thời gian họ dành toàn bộ thời gian của họ cho công tác phục vụ Chúa nhưng lại không có thời gian riêng tư một thời gian mật thiết dành cho Chúa the idol. họ biến cho cái cái chức vụ của họ trở thành thân tượng của họ và họ thờ cái thân ở cái cái chức vụ của họ luôn. So we have to check our life. What are the idols in our life? cho nên chúng ta cần phải kiểm soát kiểm, kiểm tra tra xét cái đời sống của mình xem thử cái đời sống của trong đời sống của mình đâu là cái thần tượng mà chúng ta đang thờ đâu là cái điều mà chúng ta đặt để trên Chúa trên cuộc đời của chúng ta be no other God God or God. chúng ta không thể có một cái Chúa nào khác không có một cái thần nào khác ở bên cạnh Chúa hay là ở trên Chúa trên đời sống của chúng ta cả so you idol you cannot inherit the kingdom of God nếu như ông bà anh chị em là cái người thờ thần tượng thì ông bà anh chị em không bao giờ kinh nghiệm được cái cơ nghiệp mà Chúa dành cho chúng ta đâu Amen 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 So, so make sure we gonna check our life, make sure business, ministry, career, family cannot be our idol cho nên phải tra xét đời sống của mình anh chị em hãy đảm bảo rằng chức vụ của chúng ta hãy đảm bảo rằng công việc của chúng ta gia đình của chúng ta hay là tất cả những cái điều khác trên đời sống của chúng ta nó không được phép làm thân tượng cho đời sống của chúng ta very important thing to remember idol worship when you worship a god not from the bible then you are worshiping god and other idol cái một cái điều nữa chúng ta cần phải để ý cũng phải lưu tâm đó là nếu như chúng ta thờ phượng một cái chúa khác một chúa khác khác với kinh thánh của chúng ta thì đó cũng là một cái sự thờ tại thần tượng There are many false teaching today in the body of Christ. Trong th trong thân thể của đấng Christ ngày nay anh chị em biết sao không? Có rất là nhiều giáo giáo lý sai trật. They a Jesus họ dạy về một Chúa Giêsu khác, một đấng Christ khác. Then they are worshiping idol. Thì đó là lúc họ đã thờ phượng thần tượng rồi đó. They say God is God is love. That is no judgment. That is I, your wish. a different God. Ừ. Khi mà họ nói rằng là Chúa là một Đức Chúa trời đi tình đầy dễ tình yêu thương, và trong ngài không có sự trừng phạt, không có sự sửa sai, không có sự uh, chỉnh 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 đốn thì sao? Thì đó là lúc để họ đã thờ phượng một Chúa khác với Chúa của kinh thánh của chúng ta. God is love, but God is a judge. Chúa là Đức Chúa trời đầy dễ tình yêu thương, nhưng mà ngài cũng Đức Chúa trời công chính nữa anh chị em ơi. Chúng ngài công chính và ngài thứ hành theo lời của ngài đã được phán ra. So Cho nên chúng ta hãy canh giữ đời sống của mình, hãy cẩn trọng, hãy đối, uh, hãy cẩn trọng đối với, những cái sự dạy dỗ sai trật. Uh, khi mà anh chị em đi theo một cái giáo lý sai trật thì lúc đó anh chị em đang thờ phượng một đấng Christ khác, một đấng Christ giả rồi then you are worshiping another idol who is not God. Đó là lúc chúng ta thờ phượng một cái đấng một cái thân tượng khác và không phải là thờ phượng Chúa của chúng ta. So we have to be very, very careful. Cho nên chúng ta cần phải rất là rất là cẩn trọng đó anh chị em ơi. When we are subscribe to false teaching, we start believing false teaching, living false teaching, we will have we will apostasize, we will depart from God, our faith will depart from God khi mà chúng ta học theo những cái giáo lý sai trật khi chúng ta đi theo chúng ta uh, những cái giáo lý sai trật đó thì sao chúng ta đã tự đặt mình ra tự tách mình ra khỏi thân thể của đấng Christ và chúng ta đã biệt riêng là khiến cho mình trách xa Chúa rồi Amen 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 Even go through the storm don't compromise just stay on your route, stay hang on to your dream hang on to Jesus Christ cho dù cho nên là khi mà chúng ta đối diện với những thử thách, những dông tố trong cuộc đời của chúng ta, đừng bao giờ tách riêng ra những điều chúng uh, tách rời ra khỏi những gì chúng ta được dạy dỗ, đừng bao giờ tách chúng ta ra khỏi Đấng Christ, đừng bao giờ tách chúng ta ra khỏi giấc mơ và khải tượng mà Chúa đã ban cho mình. Amen. 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 So be very careful, be careful what we hear and what we teach as preachers and pastors. Ừ. Cho nên chúng ta phải rất là cẩn trọng Cẩn trọng về những cái điều chúng ta nghe Cẩn trọng về những cái điều chúng ta giảng dạy Hỡi anh chị em là chúng tôi của tôi là những người hầu việc Chúa Yeah, you know, many of us want to preach our pets What we like, we keep preaching on the same subject ừ. Có nhiều cái chủ đề là chúng ta rất là ưa thích giảng đúng không? Cho nên chúng ta cứ giảng 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 những cái chủ đề đó For example, I, I always teach I like, I like about healing, I talk about healing In my whole 52 weeks I talk about healing There's something wrong with my With me <laughs> Ờ, giống như tôi, bản thân tôi, tôi rất là thích giảng dạy về sự chữa lành Nhưng mà nếu như mà 52 tuần trong một năm mà lúc nào tôi cũng giảng về sự chữa lành Thì lúc đó là có cái vấn đề trong, trong cái trong cái công tác chức vụ của tôi rồi à, Thậm chí là cho dù là tôi giảng dạy nhiều như Giả sử như tôi là giảng dạy 52 tuần như vậy cho Nhưng mà tôi vẫn có những cái điều mà chúng tôi tôi vẫn chưa hiểu hết trong cái sự chữa lành But it's in the word of God. I will start teaching, and God maybe give me more understanding. I hope one day. Uh, tất nhiên là khi mà tôi ở trong lời của Chúa thì tôi vẫn khi mà mình vẫn cứ tiếp tục dạy giảng dạy thì Chúa sẽ vẫn tiếp tục khai thị cho mình thêm. Expose ourselves to more subject, so that we can teach more, and then the Lord will know how to teach, train us. À, nhưng mà chúng ta đừng chỉ nên dừng lại ở một cái chủ đề mà mình ưa thích anh chị em chúng ta cần phải mở rộng bản thân của mình ra hãy đi đến những cái chủ đề khác những cái chủ đề khác trong kinh thánh có và chúng ta hãy giảng dạy về những cái điều đó và khi chúng ta giảng dạy thì sao chúa sẽ bày tỏ cho chúng ta thêm chúa sẽ cho chúng ta hiểu biết thêm về những cái chủ đề đó amen 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 don't just concentrate on one subject because the bible is more than one subject it's a full thing À, đừng cái chỉ tập trung vào một cái chủ đề mà thôi kinh thánh có rất là nhiều chủ đề và đây giải rất là sự phong phú của Chúa rất là rất là nhiều và yeah, talking about God present the moment God is many in our life we can bless many other people even the non believers ừ. và chúng ta quay trở lại với cái cái chủ đề đó là sự hiện diện của Chúa khi có sự hiện diện của Chúa trong đời sống của mình đó anh chị em thì chúng ta sẽ mang phước hạnh của Chúa chúng ta sẽ đem phước hạnh của Chúa đến cho rất là nhiều người khác kể cả những cái người chưa tin Chúa nữa before carry Tôi đã kinh nghiệm cái điều này anh chị em có lần kia tôi đi vào trong cái một cái cửa hàng kia lúc đó cái cửa hàng đó không có khách không có một cái bóng khách nào Thế nhưng mà khi mà tôi bước vào trong cái cửa hàng đó thì sao Một phút sau tự nhiên biết bao nhiêu người rất rất, rất là nhiều người ah, 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 trong cái cửa hàng đó luôn và uh, tự nhiên sự hiện diện của Chúa trên đời sống của tôi thì sao phước hạnh của Chúa đem đến trên cái cửa hàng đó luôn Amen. So when Amen. when you are a believer, you the company you work for, the boss you work for, they are blessed because of you. Uh, cho nên là chúng ta là những cơ đốc nhân đó anh chị em khi mà chúng ta có sự hiện diện của Chúa trong đời sống của mình chúng ta làm ở công ty nào chúng ta làm ở chỗ nào thì chủ của chúng ta cũng là người được phước qua sự hiện diện của Chúa trên đời sống của mình luôn. Yeah, so even this Potiphar was able to recognize that even the prison uh, keeper was able to recognize the presence of God in your life. À, cho nên là pha phô ti pha có thể nhận thấy sự hiện diện của Chúa trên đời sống của Joseph rồi ở cái người tù nhân ở cái người cai ngục có thể thấy sự hiện diện của Chúa trên đời sống của Joseph cho nên là các nhắc ông thì cũng như vậy trong đời sống của chúng ta chúng ta cũng sẽ có sự được sự cắt nhắc khi chúng ta có sự hiện diện của Chúa trên đời sống của mình Amen 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 the good thing about this is about Joseph how blessed he was Uh, cho nên cái điều quan trọng đó là chúng ta sẽ rất là được phước Và chúng ta có thể đem phước hạnh đến uh, cho người khác Khi chúng ta có sự hiện diện của Chúa yeah, Let's go back to the story of this uh, verse 5 verse Chúng five. ta quay trở lại câu yeah, 19 câu yeah, số 5 yeah. uh, yeah. uh, From the time he made him overseer in his house And over all that he had God blessed the Egyptian house for Joseph's sake And the blessing of the Lord was on all that he had in the house, in the field. So he left all that in Joseph's charge. And because of him, he had no concern about anything but the food he à, và rồi chúng ta xem câu số 5, câu số 6 Từ khi ông cử Joseph làm quản gia Coi sóc mọi tài sản Thì Chúa vì Joseph mà ban phước cho gia đình ông Phước lành của Chúa dán xuống trên khắp mọi vật Thuộc về chủ Cả trong nhà lẫn ngoài đồng câu số 6, chủ giao thác cho joseph tất coi tất cả tài sản gia sản của mình không cần gì lo đến chỉ lưu ý đến thực phẩm của mình ăn mà thôi you see this is why you're speaking just now right the lord will bless the hidden is because of us và rồi à, chúng ta hãy tập trung vào điều này chúa này sẽ ban phước cho nhiều điều à, thà, bởi vì có chúng ta are you consciously do it like that in the name of the lord À, chúng ta có thể có có thường xuyên làm cái điều này không anh chị em trong, trong cái danh của Chúa chúng chúng ta làm ở việc trong danh của Chúa chúng ta có hay làm điều đó không so your your bosses or can be your bosses are so you can relax because you are there ừ. có bao giờ anh chị em để cho uh, chủ của mình hay là để của một uh, để một sư của mình cảm thấy được uh, được thoải mái được nghỉ ngơi bởi vì sao bởi vì họ tin tưởng mình họ nên giao hết cho mình rồi họ được nghỉ ngơi anh chị em có bao giờ làm điều đó không they say Joseph is not a lazy guy Tôi nói anh chị em điều này nè. Joseph không phải là một người lười biếng đâu. He was very diligent, very hard working. Ông là một người rất là siêng năng, rất là chăm chỉ làm việc. Even when I was a young man, I was not a Christian. <laughs> Long, uh. Uh, but the Lord, I, I, well, the Lord well, I, at I worked very hard. My boss, in fact, finally promoted me to be his number one in the company. Yeah. tôi nói kể cho anh chị em câu chuyện này đó là khi mà tôi còn trẻ khi mà tôi chưa tin Chúa thì tôi làm việc rất là chăm chỉ và khi làm việc chăm chỉ như vậy thì sao chỉ cho dù lúc đó tôi chưa có Chúa đó nha nhưng mà ông chủ vẫn có thấy cái sự chăm chỉ của Chúa uh, của tôi và rồi ông chị ông chủ đặt để tôi đứng làm đầu rồi. Làm đầu. that time I don't know about Christianity but I did it because I want to get promotion that was my, I want to be promoted I want to be the best number one cho dù lúc đó tôi không phải là cơ thấp nhân nhưng mà tôi vẫn cố gắng hết sức của mình để tôi làm bởi vì sao bởi vì tôi muốn được cắt nhắc tôi muốn được thăng chức tôi muốn được chức. <laughs> do do nhưng mà bây giờ anh chị em đừng có làm cái điều đó đừng có làm theo đuổi cái sự để mà mình được cắt nhắc nhưng mà chúng ta hãy làm vì điều gì chúng ta làm vì danh của Chúa hãy làm điều đó vì danh của Chúa hãy chăm chỉ vì danh của Chúa So whether you're in ministry or whether you're working with somebody, please be hardworking and give your best and you and people will be blessed because of you. À, cho nên là dù là anh chị em đang ở trong chức vụ hay là anh chị em đang đi làm ở ngoài đời, anh chị em chúng ta hãy làm hết sức mình. Bởi vì sao? Bởi vì danh của Chúa sẽ được tôn kính trong qua đời sống của chúng ta. Và rồi nhiều người chủ của chúng ta, người mục sư của chúng ta sẽ được phước qua đời sống của chúng ta. As a non-Christian, I was a young man. At this 26 or 20, I was promoted to be a general manager of a British company. và uh, anh chị em biết sao không? Cho dù là lúc đó tôi chưa là cơ đốc nhân á, chỉ trong 26, 27 thôi tuổi thôi, thì tôi được đặt để làm người đứng đầu của một công ty của người Anh ở bên Singapore. Amen. You understand? Because I was diligent. I was, uh, and my boss, you know, in fact, after I promoted, he was in charge of the region. It is, he's a uh, English person, so he was in charge of Asia I become his number one in Singapore. Ừ. Rồi anh chị em, bởi vì cho bởi vì tôi siêng năng tôi chăm chỉ như vậy cho nên chị 26 27 tuổi đầu vất rất là trẻ nhưng mà uh, tôi được đặt để là người đứng đầu của công ty đó tại uh, ở bên Singapore. Và cái công ty đó là một công ty đa quốc gia và ông chủ của tôi là cái người mà nắm quyền ở trên ở cả cái khu vực châu Á này và tôi là người đứng đầu ở công ty đó ở đất nước Singapore. So I want to encourage you, my brother and sister, you are in ministry or whether you're for the church or in the company, give your best, work, give your best, in, work for the name of the Lord. And the Lord will promote you. Even you don't do well in this place, the Lord will promote you somewhere else. À, Cho nên tôi nói với ông bạn chị điều này nè Là cơ đốc nhân chúng ta cần phải làm việc chăm chỉ siêng năng phục vụ Chúa vì cớ danh của Chúa để ở cho dù là anh chị em đang làm ở trong công ty, công sở hay là anh chị em đang làm trong hội thánh của Chúa, anh chị em phải làm hết sức mình thì Chúa ngài là đấng có lời hứa cho anh bạn chị em Chúa chắc chắn sẽ cắt nhắc anh chị em. Ngài không cắt nhắc chỗ này thì ngài cắt nhắc chỗ khác, anh chị em hãy cứ yên tâm, cứ hết tha lòng phục vụ. Amen. whatever you eat or drink, whatever you do in word or deed, you do it in the name of Jesus Christ and giving thanks to God the Father. Cho nên Kinh Thánh nói chúng ta là dù anh chị ăn hay uống hay làm việc bất, bất, bất kỳ việc gì khác Hãy nhân danh Chúa Giêsu mà làm Để rồi danh của Chúa được vinh hiển và làm điều đó để dâng lên vinh hiển Cảm tạ Chúa Đức Chúa Trời là cha của chúng ta God Chúa ngài thấy tấm lòng của chúng ta, Chúa ngài đang chăm xem chúng ta, Chúa đang xem những cái thứ, những cái điều ở trong lòng của chúng ta là cái gì. We are not looking for reward from on man, on earth, but we're looking for reward from God our Father chúng ta đừng đừng có tìm kiếm cái sự cắt nhất, đừng tìm cái phần thưởng ở những cái người trên đất này, bởi vì những người trên đất này không có thể làm chúng ta phiền lòng đói Nhưng mà chúng ta hãy tìm kiếm sự cắt chắc hãy tìm kiếm phần thưởng từ nơi Chúa Cha của chúng ta ở trên trời. Ngài chắc chắn sẽ cắt nhắc chúng ta khi chúng ta chăm chỉ làm việc cho Ngài. You look at you look at all the all the God use you, they are excellent, they are spirit excellent. Look at Daniel, they are spirit excellent chúng ta hãy xem những cái con người mà đã được Chúa sử dụng trong Kinh Thánh đó, anh chị em, họ làm việc rất là chăm chỉ, rất là siêng năng, năng rất là xuất sắc. Giống như câu chuyện của ông Daniel đó, ông rất là siêng năng, rất là xuất sắc luôn. Amen. That is Amen. Yeah, look, work in the name of God and for God and then God will promote you. When he doesn't promote, doesn't matter. He knows what he's doing. À, và rồi chúng ta đây là điều rất là quan trọng chúng ta phải làm vì cớ danh của Chúa hãy siêng năng vì cớ danh của Chúa Chúa ngài sẽ cắt nhắc chúng ta à, và rồi nếu như Chúa Chúa chưa cắt nhắc chúng ta hãy chờ đợi bởi vì sao Chúa biết cái cách ngài phải làm là cái gì cho đời sống của chúng ta và thời điểm nào là thích hợp cho chúng ta đây chính là cái lời khích lệ của tôi dành cho anh em của tôi anh em anh chị em amen amen we will we will go for lunch break now but before that I like to pray something for all of us to very excellent. Uh, à, à, chúng ta sẽ nghĩ giải lao về ăn ăn trưa bây giờ nhưng mà trước khi đó thì tôi sẽ cầu nguyện để rồi anh chị em có nhận có thể nhận lấy một cái tinh thần của sự ưu việt một cái tinh thần của sự xuất sắc amen amen And those who you want to have the spirit excellent lift your hands à, to the lord Anh bà anh chị em nào mà chúng ta mà muốn nhận được một cái tâm linh một cái tinh thần của sự xuất sắc hãy giơ tay của mình hướng lên cho chúa father i thank you lord for revealing to us that we need the spirit excellence Chúa ơi, con cảm ơn Chúa vì ngày bày tỏ cho chúng con biết rằng là chúng con cần phải có một tinh thần của sự ưu việt, tinh thần của sự xuất sắc. Well, Lord, we desire this gift of excellence, the spirit of excellence. Chúa ơi, con kêu uh, khét cái ân tứ của sự xuất sắc này trên đời sống của con. Let me release to my brother, my sister, in the name of Jesus Christ. Chúa ơi, con khai phóng điều này trên đời sống của anh em, chị em của con ở đây trong danh của Chúa Giêsu Christ. Yes, it's here. Receive it in the name of Jesus Christ. Nó đang ở đây, sự tinh thần xuất sắc ở đây, hãy nhận lấy điều đó trong danh quyền năng của Chúa Giêsu Christ. to move in for Chúa ơi con xin hiệp ban ân tứ này chúng con xin hãy mở ra những cánh cửa để rồi chúng con có thể thực hành nữa rồi chúng con có thể tập luyện rồi chúng con có thể hoàn thiện cái những cái ân tứ và những cái sự kêu gọi mà Ngài đã dành cho đời sống của chúng con, Chúa ơi. Giv us a patient if we are in 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 this place that we are not getting a, a opportunity to be excellent but give us a patient to wait but while we're here we do it excellently. Oh chúa xin hãy giúp đỡ chúng con cho chúng con cơ hội để rồi chúng con có thể thực hành và rồi cho chúng con để rồi chúng con có thể làm những cái điều đó một cách xuất sắc nhất xuất sắc nhất chúa ơi. In the name of Jesus Christ I pray. Trong danh Chúa Jesus Kitô chúng con cầu nguyện. Amen. 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 Yes. Amen. What's the Yes.